Thiên Vân bị nhìn chằm chằm đến mức hơi căng thẳng, cô không nhịn được mà nhẹ nhàng bóp con rắn trắng nhỏ trong tay. Một con cá to như vậy mà lại cần một đứa nhỏ như nó để dạy dỗ. Bạch Dực làm nũng vặn vẹo người quấn lấy tay cô, lưỡi rắn liếm vài cái lên mu bàn tay cô. Giây tiếp theo, Hàng Sa nhanh chóng lách người đến bên Thiên Vân, giơ tay lên cho con rắn trắng nhỏ đang làm nũng một cái tát. Lực đạo không mạnh, đủ để nó ngừng hành động liếm tay. Đi, ba thu thập hoa tinh thể cho mẹ con. Hàng Sa túm lấy Bạch Dực, sải bước ra khỏi hang. Khi đi đến cửa hang, dịu dàng nói với Thiên Vân đang theo bản năng bước chân ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà, chúng ta ra ngoài chơi một lát. Thiên Vân dừng bước, gật đầu nói, cẩn thận, nếu tình hình không ổn thì lập tức truyền tống về. Bạch Dực, phải đi theo ba cho ngoan. Bạch Dực, con biết rồi. Hai cha con rời đi. Mộ Lộ Sen đứng dậy khỏi mặt đất, nghi hoặc hỏi, không phải cô thích hấp thụ năng lượng tinh thạch sao, bây giờ lại thích hoa tinh thể rồi. Thiên Vân nói, tôi muốn thu thập một ít hoa tinh thể cho Bạch Dực, để nó nuốt vào tăng tốc trưởng thành, để Hàng Sa dẫn Bạch Dực cũng có thể rèn luyện ở biển. Ừm, tôi cũng đi, tôi quen thuộc với vùng biển quên lãng. Nói xong, anh ta quay người chạy ra ngoài đuổi theo hai cha con họ. Thiên Vân muốn nói gì đó cũng không kịp nữa, Mộ Lộ Sen chớp mắt đã biến mất. Thụy Lai bước tới ôm cô, mỉm cười, giọng điệu có chút chua chát hỏi, Thiên Thiên của anh, bây giờ em nghĩ thế nào về Mộ Lộ Sen, vẫn coi anh ta là một đứa nhỏ sao? Thiên Vân nhếch mép, một con cá to như vậy sao lại nhỏ được? Sư tử lớn khẽ hừ, trước đây em không nói như vậy. Cô do dự một chút, thì thầm, nhưng người cá nhỏ màu hồng thực sự rất đáng yêu. Thụy Lai không còn gì để nói, anh quay đầu nhìn về phía Thương Di hỏi, Thiên Thiên chỉ muốn con của người ta, phải làm sao đây? Thương Di khẽ hừ, con có thể làm sao, nếu Mộ Lộ Sen không đồng ý thì đánh ngất mang về cho Thiên Thiên. Câu trả lời này khiến Thụy Lai kinh hãi, anh ta quay sang nhìn Sơn, hy vọng anh ta có thể nói gì đó. Nhưng Sơn chỉ cúi đầu lặng lẽ sắp xếp những quả ớt. Anh ta không cam lòng nhìn về phía Lôi Nhiên. Lôi Nhiên trầm giọng nói, nếu anh để ý thì đi đánh nhau với Mộ Lộ Sen, chỉ cần anh ta đủ mạnh, mặt cũng đẹp trai, Thiên Thiên thích là được rồi. Thụy Lai cảm thấy rất tổn thương, lúc này anh ta rất hy vọng Á Hằng có thể sớm trở về, cùng anh ta phản đối Mộ Lộ Sen. Thiên Vân xoa xoa khuôn mặt không vui của Thụy Lai, mỉm cười dỗ dành anh ta, được rồi, sư tử lớn của em. Lời gọi nhẹ nhàng âu yếm này khiến tâm trạng Thụy Lai lại vui vẻ trở lại. Qua đây giúp em bóc vỏ lúa, tối nay chúng ta ăn cơm, gạo trong không gian gần hết rồi. Thụy Lai, anh ta không nói gì, cơ thể không chút do dự ngồi lên khúc gỗ, kéo một chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh chờ cô đưa lúa. Việc nhà bình thường sẽ được sắp xếp cho những con đực có dị năng phù hợp hơn để làm. Việc bóc vỏ lúa thành gạo vẫn luôn là Thương Di làm nhiều nhất, dị năng hệ phong của anh ta nhanh chóng và tiện lợi hơn. Vì Thiên Vân đã chỉ đích danh Thụy Lai xử lý, anh ta rất vui lòng, chỉ là hiệu suất không nhanh bằng Thương Di dùng gió cuốn. Tốc độ có chậm cũng không để cô đói, vậy là đủ rồi. Cơ hội của anh ta đến rồi. Thiên Vân lấy rất nhiều lúa từ trong không gian ra, có một số vẫn còn nguyên cây lúa. Hàng Sa không có ở đây, những cây lúa này trước tiên phơi bên cạnh lửa trại, phơi khô nước rồi mới bóc vỏ. Thụy Lai, được. Lúc này Thương Di đang chăm sóc hổ con, Sơn đang nấu ăn, Lôi Nhiên chậm rãi bước tới bên cạnh Thiên Vân. Thiên Thiên, anh lên ngủ cùng em một lát. Thiên Vân đáp lại, giơ tay khoác lấy tay Lôi Nhiên lên lầu ngủ. Nhìn bóng lưng của họ, Thụy Lai cảm thấy rất buồn bã. Anh ta vẫn cúi đầu chăm chỉ xử lý những hạt lúa này. Sư tử công cụ lên dây cót làm việc. Lôi Nhiên nói ngủ cùng là ngủ cùng, ôm cô yên lặng nằm bên cạnh cô. Nhìn khuôn mặt cương nghị anh Tuấn kia, Thiên Vân đột nhiên không còn buồn ngủ nữa. Cô nhìn anh ta không chớp mắt. Cảm giác Lôi Nhiên mang đến cho cô luôn là sự vững vàng không lay chuyển, thanh thản, như không tranh với đời. Khiến cô đôi khi quên mất anh ta, nhưng lại cảm động vì anh ta vẫn luôn ở đó. Lôi Nhiên vốn đang nhắm mắt nằm bên cạnh cô, anh ta cảm nhận rõ ràng ánh mắt của cô, không nhịn được mà mở mắt ra, nhìn cô đầy tình cảm. Thiên Vân có chút ngại ngùng cười lên. Không có gì, chỉ là muốn nhìn anh, cô cúi đầu nhẹ giọng nói. Vẻ mặt e thẹn này của cô khiến trái tim Lôi Nhiên nóng lên, cánh tay đang ôm eo cô không khỏi siết chặt hơn, ôm chặt cơ thể cô lại gần mình hơn. Lôi Nhiên kìm nén cảm xúc trong mắt, anh ta có chút cẩn thận lại mang theo vài phần thăm dò mà tiến lại gần hôn lên môi cô. Phản ứng của cô không hề phản kháng, thậm chí còn hôn lại anh ta một cái. Điều này khiến phòng tuyến trong lòng Lôi Nhiên lập tức sụp đổ, khiến anh ta nồng nhiệt hôn cô hơn. Tình cảm của anh ta từng chút một được giải phóng, từ cẩn thận dè dặt đến nồng nhiệt, hơi thở của anh ta khóa chặt cô, khiến cô thở gấp, không thở nổi. Thiên Vân quá hiểu sự phát triển như vậy. Ham muốn của con đực một khi đã được khơi dậy, sẽ không dễ dàng kết thúc. Theo bầu không khí ái muội ngày càng nóng lên,
Sự ngoan ngoãn của Thiên Vân khiến Lôi Nhiên không còn thăm dò như lúc đầu nữa, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên. Thiên Vân đã thân mật với Lôi Nhiên không chỉ một lần, nhưng lần này cô rõ ràng cảm nhận được sự kiềm chế của anh ta, không giống như trước đây. Cô nhìn anh ta với ánh mắt mơ màng, trong mắt dâng lên một tia ngại ngùng. Lôi Nhiên, có phải vì em sinh hổ con, cơ thể em không giống như trước nữa không? Lần đầu tiên sinh trứng, trứng rắn chỉ nhỏ như vậy. Lần thứ hai sinh hổ con, kích cỡ của hổ con lớn hơn trứng rắn rất nhiều. Lôi Nhiên giữ người, anh ta có chút không kịp phản ứng, cũng hiểu lầm ý của cô. Cơ thể em vẫn như trước, có phải là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, có chỗ nào không thoải mái, anh làm em đau sao? Anh ta lo lắng cử động cơ thể muốn rời đi. Thiên Vân vội vàng ôm lấy anh ta, hơi thở anh ta gấp gáp, hai tay chống hai bên người cô cứng đờ không dám động đậy. Cô tựa vào lòng anh ta, đỏ mặt nhỏ giọng nói, cơ thể đã hồi phục rồi, không có chỗ nào không thoải mái, trạng thái của anh không giống như trước, em cứ tưởng là do vấn đề cơ thể của em. Lúc này Lôi Nhiên mới hiểu ý cô muốn nói. Anh ta nói, cơ thể em rất tốt, là anh hơi sợ, cơ thể em càng ngày càng nhạy cảm, lúc em mang thai hổ con Thương Di đã nhịn rồi, anh ấy rất chắc chắn mình đã nhịn, nhưng em vẫn mang thai. Anh ta sợ cơ thể cô vừa hồi phục lại mang thai. Anh ta không thể không thân mật với cô, chỉ có thể cẩn thận hơn khi thân mật. Lời này khiến Thiên Vân cảm thấy nghẹn ngào không nói nên lời. Sự cẩn thận của Lôi Nhiên khiến cô rất đau lòng. Em, cô vừa mở miệng đã bị nụ hôn của anh ta ngăn lại. Anh ta trao cho cô một nụ hôn ngắn ngủi nhưng triền miên. Lôi Nhiên nhìn vẻ mặt áy náy trên mặt cô, liền biết cô muốn nói gì tiếp theo. Thiên Thiên, anh sẽ cẩn thận. Thiên Vân nhìn anh ta với ánh mắt dịu dàng như nước, nói từng chữ một cách kiên định. Lôi Nhiên, em muốn trứng chim ưng. Lôi Nhiên trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn cô, tưởng mình nghe nhầm, ngây người ra một lúc không phản ứng kịp. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của anh ta, Thiên Vân bĩu môi, cơ thể hơi bất mãn vặn vẹo. Không cho thì thôi, cô khẽ hừ một tiếng. Lôi Nhiên lập tức hoàn hồn, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Thiên Thiên, anh đồng ý, anh đồng ý. Chỉ là Sườn. Thiên Vân hiểu ý anh ta, theo thứ tự, tiếp theo muốn sinh con nên đến lượt Sườn. Trong lòng họ, cô rất coi trọng thứ tự. Cô nói, em đã sắp xếp như thế này, trứng chim ưng 45 ngày là có thể sinh, thỏ con cần mang thai 60 ngày. Em mang thai trứng chim ưng trước, hấp thụ năng lượng tinh thạch và có sự hỗ trợ của năng lực nuốt chửng, hoàn toàn không cần 45 ngày. Sinh trứng cơ thể hồi phục nhanh, sau khi sinh trứng chim ưng sẽ giao cho anh ấp, đến lúc đó em sẽ mang thai thỏ con. Chủ yếu là, mang thai hổ con khá năm tốt, thỏ con chắc cũng tương tự, bụng to làm gì cũng không tiện. Để em nghỉ ngơi một chút. Lôi Nhiên mím chặt môi không nói gì nữa. Cô có thể nói ra những lời này, trong lòng đã có sự sắp xếp. Trứng chim ưng một hoặc hai quả là được rồi, nhiều hơn nữa chắc cũng không nhiều hơn được. Lôi Nhiên bị chọc cười, anh có thể đảm bảo có thể khiến em mang thai, nhưng anh không đảm bảo em có thể mang thai một trứng hay hai trứng. Chim ưng của tộc họ một lứa cũng chỉ có 2 đến 5 quả trứng. Thiên Vân, ừm, một hay hai đều là con của chúng ta, ừm. Lời của cô khiến anh ta rất bất ngờ và vui mừng. Anh ta điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng nhập cuộc, vui vẻ quấn quýt với cô. Dưới lầu, Thương Di đã sớm chuyển hai hổ con đến phòng ngủ của Bạch Dực và Lam Bích, ở đó trông chừng các con ngủ. Để tránh bọn nhỏ nghe thấy tiếng động, đặc biệt là Tinh Tước, tai rất thính. Con còn quá nhỏ, cần phải chú ý một chút. Thụy Lai có chút chua xót hỏi Sườn, Lôi Nhiên trước đây cũng tìm cơ hội để thân mật với Thiên Thiên như vậy sao? Không ngờ con chim ưng đó lại không biết xấu hổ như vậy. Sườn đang sắp xếp nguyên liệu nấu ăn trên bàn, thờ ơ đáp, Lôi Nhiên bình thường không tranh giành sự sủng ái, vẫn luôn yên lặng bảo vệ Thiên Thiên. Lúc này thời gian của Thiên Thiên là tự do, Thiên Thiên đồng ý là được rồi. Anh cũng đừng ghen tị, sau này có cơ hội thì tự mình lại gần, chỉ cần không tranh giành thời gian ngủ cùng chúng ta vào buổi tối. Thời gian khác không có sắp xếp đặc biệt thì mọi người đều có thể tùy ý. Trong lòng Thụy Lai đang âm thầm nhắm đến thời gian ngủ trưa, Sườn ngẩng đầu nhìn anh ta, mỉm cười nhắc nhở. Nhưng rất nhiều lúc Thiên Thiên đều đang ngủ, nếu muốn thân mật với cô ấy vào giờ ngủ trưa, cô ấy rất hiếm khi có hứng thú đó. Làm phiền cô ấy ngủ cũng không tốt lắm đúng không? Thụy Lai, ngọn lửa nóng bỏng trong lòng lập tức nguội lạnh. Vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta có chút u oán nhìn lên lầu. Thiên Thiên của anh. Sau khi Thiên Vân và Lôi Nhiên xong việc thì tiếp tục ngủ trưa, một lúc sau Lôi Nhiên xuống lầu đun nước bắt đầu dọn dẹp. Thiên Vân ngủ một giấc đến tận khi trời tối, lúc tỉnh dậy cô cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Hệ thống, chúc mừng cô, đã thụ thai thành công con của Lôi Nhiên. Cô muốn mấy quả trứng, tôi có thể giúp cô thao tác một chút. Thiên Vân ngồi dậy, đáp, cho tôi 2 quả trứng, mỗi quả đều là trứng hai lòng đỏ, như vậy ấp ra sẽ có 4 chim ưng nhỏ. Con không thể quá nhiều, cô sẽ không phân biệt được.
hay là cô nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa? Không được thì nói làm gì? Tôi đang hỏi cô muốn mấy quả trứng? Hai quả trứng hai lòng đỏ, một hỏi một đáp không có vấn đề gì cả. Cứ như vậy, hệ thống bị Thiên Vân chọc tức đến mức im lặng. Cô không nhận được lợi ích thao tác ngầm từ hệ thống, nhưng cũng không cần. Cô chỉ cần xác định mình đã thụ thai là được. Nghe thấy giọng nói của cô, Lôi Nhiên lên lầu xem xét. Thần hệ thống nói gì? Anh ta tò mò hỏi. Mỗi lần cô tự nói chuyện chắc chắn là đang nói chuyện với hệ thống. Thiên Vân mỉm cười nói, hệ thống nói em mang thai rồi. Tình huống này tuy nằm trong dự đoán, nhưng khi Lôi Nhiên nghe thấy vẫn khẩn trương nuốt nước miếng. Không thể nào không lo lắng. Anh ta cũng không dám nghi ngờ kết quả này, chỉ là rất căng thẳng. Cũng rất vui mừng. Họ sắp có con của riêng mình rồi. Trong lòng anh ta vui mừng bao nhiêu, thì bề ngoài lại bình tĩnh bấy nhiêu. Anh ta đi đến mép giường ngồi xổm xuống, dịu dàng mang giày và khoác áo choàng da thú lên cho cô, bế ngang cô xuống lầu. Anh muốn về Hải Chi Nhai lấy một ít đồ, anh muốn chuẩn bị tổ ấp trứng trước. Tổ ấp trứng không giống như ổ cỏ chúng ta ngủ bình thường, cần đặt thêm đá lửa từ vùng đất ấm áp, còn có một số loại thực vật. Thiên Vân gật đầu, sau đó nghĩ đến điều gì liền hỏi. Trước tiên đến thành phố Ba Đuôi hỏi xem Kỳ Đạt có đang ở Hải Chi Nhai không. Dù không phải Hải Chi Nhai, vị trí gần Hải Chi Nhai một chút cũng được, như vậy truyền tống trực tiếp qua đó sẽ nhanh hơn. Lôi Nhiên, được. Ấp trứng gì? Thiên Thiên, em mang thai con của Lôi Nhiên rồi sao? Thụy Lai mỉm cười lại gần trêu chọc, vẻ mặt có chút không tin. Thiên Vân mở miệng nói, đúng vậy, mang thai rồi, mang thai trứng chim ưng thời gian ngắn. Em sinh trứng chim ưng trước, sinh xong trứng chim ưng em sẽ sinh thỏ con của Sườn. Sườn nghe thấy lời này, trong mắt ánh lên nụ cười vui vẻ. Thụy Lai còn đang chờ cô nói tiếp, sau đó, không còn sau đó nữa. Anh ta không khỏi hỏi, sau khi sinh thỏ con thì sao? Thiên Vân nhìn anh ta sốt ruột, không nhịn được cười nói, anh nói xem. Anh và Á Hằng cũng là bạn đời của em, nếu em muốn sinh con để chơi, chắc chắn cũng sẽ sinh sư tử con để chơi. Lôi Nhiên trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn cô, tưởng mình nghe nhầm, ngây người ra một lúc không phản ứng kịp. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của anh ta, Thiên Vân bĩu môi, cơ thể hơi bất mãn vặn vẹo. Không cho thì thôi, cô khẽ hừ một tiếng. Lôi Nhiên lập tức hoàn hồn, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Thiên Thiên, anh đồng ý, anh đồng ý. Chỉ là Sườn. Thiên Vân hiểu ý anh ta, theo thứ tự thì tiếp theo nên đến lượt Sườn sinh con. Trong lòng họ, cô rất coi trọng thứ tự. Cô nói, em đã sắp xếp như thế này, trứng chim ưng 45 ngày là có thể sinh, thỏ con cần mang thai 60 ngày. Em mang thai trứng chim ưng trước, hấp thụ năng lượng tinh thạch và có sự hỗ trợ của năng lực nuốt trừng, hoàn toàn không cần 45 ngày. Sinh trứng cơ thể hồi phục nhanh, sau khi sinh trứng chim ưng sẽ giao cho anh ấp, đến lúc đó em sẽ mang thai thỏ con. Chủ yếu là, mang thai hổ con khá vất vả, thỏ con chắc cũng tương tự, bụng to làm gì cũng không tiện. Để em nghỉ ngơi một chút. Lôi Nhiên mím chặt môi không nói gì nữa. Cô có thể nói ra những lời này, chứng tỏ trong lòng đã có sự sắp xếp. Trứng chim ưng một hoặc hai quả là được rồi, nhiều hơn nữa chắc cũng không nhiều hơn được. Lôi Nhiên bị chọc cười, anh có thể đảm bảo có thể khiến em mang thai, nhưng anh không đảm bảo em có thể mang thai một trứng hay hai trứng. Chim ưng của tộc họ một lứa cũng chỉ có 2 đến 5 quả trứng. Thiên Vân, một hay hai đều là con của chúng ta, Lời của cô khiến anh ta rất bất ngờ và vui mừng. Anh ta điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng nhập cuộc, vui vẻ quấn quýt với cô. Dưới lầu, Thương Di đã sớm chuyển hai hổ con đến phòng ngủ của Bạch Dực và Lam Bích, ở đó trông chừng các con ngủ. Phòng ngừa bọn nhỏ nghe thấy tiếng động, đặc biệt là Tinh Tước, tai rất thính. Các con còn quá nhỏ, cần phải chú ý một chút. Thụy Lai có chút chua xót hỏi Sườn, Lôi Nhiên trước đây cũng tìm cơ hội để thân mật với Thiên Thiên như vậy sao? Không ngờ con chim ưng đó lại không biết xấu hổ như vậy. Sườn đang sắp xếp nguyên liệu nấu ăn trên bàn, thờ ơ đáp, Lôi Nhiên bình thường không tranh giành sự sủng ái, vẫn luôn yên lặng bảo vệ Thiên Thiên. Lúc này thời gian của Thiên Thiên là tự do, Thiên Thiên đồng ý là được rồi. Anh cũng đừng ghen tị, sau này có cơ hội thì tự mình lại gần, chỉ cần không tranh giành thời gian ngủ cùng chúng ta vào buổi tối. Thời gian khác không có sắp xếp đặc biệt thì mọi người đều có thể tùy ý. Trong lòng Thụy Lai đang âm thầm nhắm đến thời gian ngủ trưa, Sườn ngẩng đầu nhìn anh ta, mỉm cười nhắc nhở. Nhưng rất nhiều lúc Thiên Thiên đều đang ngủ, nếu muốn thân mật với cô ấy vào giờ ngủ trưa, cô ấy rất hiếm khi có hứng thú đó. Làm phiền cô ấy ngủ cũng không tốt lắm đúng không? Thụy Lai, ngọn lửa nóng bỏng trong lòng lập tức nguội lạnh. Vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta có chút u oán nhìn lên lầu. Thiên Thiên của anh. Thiên Vân và Lôi Nhiên sau khi xong việc thì tiếp tục ngủ trưa. Một lúc sau Lôi Nhiên xuống lầu đun nước bắt đầu dọn dẹp. Thiên Vân ngủ một giấc đến tận khi trời tối. Lúc tỉnh dậy cô cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Hệ thống, chúc mừng cô,
đã thụ thai thành công con của Lôi Nhiên. Cô muốn mấy quả trứng, tôi có thể giúp cô thao tác một chút. Thiên Vân ngồi dậy, đáp, cho tôi 2 quả trứng, mỗi quả đều là trứng 2 lòng đỏ, như vậy ấp ra sẽ có 4 chim ưng nhỏ. Con không thể quá nhiều, cô sẽ không phân biệt được. Hay là cô nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa, không được thì nói làm gì. Tôi đang hỏi cô muốn mấy quả trứng, 2 quả trứng 2 lòng đỏ, một hỏi một đáp chẳng có vấn đề gì cả. Cứ như vậy, hệ thống bị Thiên Vân chọc tức đến mức im lặng, cô không nhận được lợi ích thao tác ngầm từ hệ thống, nhưng cũng không cần. Cô chỉ cần xác định mình đã thụ thai là được. Nghe thấy giọng nói của cô, Lôi Nhiên lên lầu xem xét. Thần hệ thống nói gì? Anh ta tò mò hỏi. Mỗi lần cô tự nói chuyện chắc chắn là đang nói chuyện với hệ thống. Thiên Vân mỉm cười nói, hệ thống nói em mang thai rồi. Tình huống này tuy nằm trong dự đoán, nhưng khi Lôi Nhiên nghe thấy vẫn khẩn trương nuốt nước miếng. Không thể nào không lo lắng. Anh ta cũng không dám nghi ngờ kết quả này, chỉ là rất căng thẳng. Cũng rất vui mừng. Họ sắp có con của riêng mình rồi. Trong lòng anh ta vui mừng bao nhiêu, thì bề ngoài lại bình tĩnh bấy nhiêu. Anh ta đi đến mép giường ngồi xổm xuống, dịu dàng mang giày và khoác áo choàng da thú lên cho cô, bế ngang cô xuống lầu. Anh muốn về Hải Chi Nhai lấy một ít đồ, anh muốn chuẩn bị tổ ấp trứng trước. Tổ ấp trứng không giống như ổ cỏ chúng ta ngủ bình thường, cần đặt thêm đá lửa từ vùng đất ấm áp, còn có một số loại thực vật. Thiên Vân gật đầu, sau đó nghĩ đến điều gì liền hỏi. Trước tiên đến thành phố Ba Đuôi hỏi xem Kỳ Đạt có đang ở Hải Chi Nhai không. Dù không phải Hải Chi Nhai, vị trí gần Hải Chi Nhai một chút cũng được, như vậy truyền tống trực tiếp qua đó sẽ nhanh hơn. Lôi Nhiên, được. Ấp trứng gì? Thiên Thiên, em mang thai con của Lôi Nhiên rồi sao? Thụy Lai mỉm cười lại gần trêu chọc, vẻ mặt có chút không tin. Thiên Vân mở miệng nói, đúng vậy, mang thai rồi, mang thai trứng chim ưng thời gian ngắn. Em sinh trứng chim ưng trước, sinh xong trứng chim ưng em sẽ sinh thỏ con của Sườn. Sườn nghe thấy lời này, trong mắt ánh lên nụ cười vui vẻ. Thụy Lai còn đang chờ cô nói tiếp, sau đó, không còn sau đó nữa. Anh ta không khỏi hỏi, sau khi sinh thỏ con thì sao? Thiên Vân nhìn anh ta sốt ruột, không nhịn được cười nói, anh nói xem. Anh và Á Hằng cũng là bạn đời của em, nếu em muốn sinh con để chơi, chắc chắn cũng sẽ sinh sư tử con để chơi. Anh phải biết cơ thể em chỉ có một, phải từ từ, đừng vội, bình thường các anh cũng phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Thụy Lai cười rạng rỡ, được rồi. Muộn một chút cũng không sao, chỉ cần anh ta cũng có là được rồi. Thiên Vân đột nhiên phát hiện, bỏ qua một số suy nghĩ cực đoan của con đực, ví dụ như rất muốn có con, hoặc là rất không muốn có con. Đa số con đực muốn bạn đời đối xử công bằng, tình huống của Thương Di và Thụy Lai là rõ ràng nhất. Trong chuyện con cái, hoặc là đều không sinh, hoặc là con cái của mỗi con đực đều sinh một lứa. Chỉ cần sinh, dù là lứa đầu tiên hay lứa cuối cùng, họ sẽ không quá, có phần của họ là được rồi. Đơn thuần và dễ thỏa mãn như vậy, Thiên Vân thực sự rất thích họ như vậy, bởi vì rất dễ dỗ dành. Cũng vì vậy, Sơn là bạn đời thứ ba của cô, tâm trạng rất bình tĩnh. Khoảng cách trên lầu dưới lầu chỉ có vậy, Thiên Vân và Lôi Nhiên nói gì bọn họ ở dưới đều nghe thấy. Cô muốn sinh trứng chim ưng trước thì sinh trứng chim ưng trước, lứa tiếp theo là thỏ con. Cứ từng lứa một, từ từ, không vội. Khi Thiên Vân được Lôi Nhiên đặt lên ghế, cô đưa tay kéo con thỏ lớn đang đứng bên cạnh lại, còn nghịch ngợm kéo váy da thú của anh ta. Sơn bị trêu chọc, đỏ mặt bị kéo đến bên cạnh cô. Thiên Vân dịu dàng nói, Sơn, em sinh trứng chim ưng trước, mang thai trứng chim ưng thời gian ngắn, cơ thể em cũng có thể hồi phục nhanh hơn, sau đó là thỏ con. Bây giờ em rất thích con nhỏ, em không còn sợ quá trình sinh con nữa. Đã sinh đứa con gái khó khăn nhất, cảm thấy cũng ổn, không đáng sợ và đau đớn như trong tưởng tượng. Trước đây sợ hãi chỉ vì sợ đau, cũng sợ kỹ thuật của thế giới này quá lạc hậu, một khi khó sinh thì chỉ có chết. Bây giờ có hệ thống bảo kê, cô sợ gì chứ? Nếu sinh con quá đau, thành phố Ba Đuôi còn có năng lực chuyển rời cơn đau khi sinh. Cô không còn sợ gì nữa. Hơn nữa con nhỏ mềm mại đáng yêu biết bao. Sơn cúi đầu nhìn cô trìu mến, gật đầu lia lịa. Được, sắp xếp như vậy rất tốt. Sinh hổ con mất quá nhiều thời gian, khiến em không chơi được. Mang thai trứng sẽ nhẹ nhàng hơn. 1-2 quả trứng sẽ không khiến bụng bầu của em quá to, không ảnh hưởng đến việc em vui chơi. Thỏ con cũng không to, em không cần quá lo lắng, cứ thoải mái. Anh ta đã biết sự sắp xếp của cô. Lúc này nghe cô nghiêm túc giải thích lại với anh ta, trong lòng anh ta rất vui. Trong lòng cô rất quan tâm đến anh ta, sợ anh ta vì chuyện này mà không vui. Thiên Vân cười tươi, ừm, thỏ con một lứa mấy con vậy? Cô tò mò hỏi. Sơn mỉm cười nói, thỏ con nhỏ hơn hổ con và sư tử con một chút, một lứa thường là 3 đến 8 con, hổ con và sư tử con đều là 2 đến 6 con. Cô ghi nhớ, kích thước và số lượng duy trì trạng thái cân bằng,
không thể nào kích thước lớn mà số lượng còn nhiều, như vậy sinh ra sẽ rất vất vả. Nhưng những điều này em không cần quản, tình huống bình thường trên người em có thể sẽ xuất hiện tình huống không bình thường. Chúng ta không xem số lượng, chỉ xem thiên phú của con. Chủng tộc khác nhau, con cái khác nhau, thiên phú và tình huống của chúng cũng khác nhau, dù là cùng một lứa sinh ra cũng có sự khác biệt rất lớn. Em chỉ cần ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon khi mang thai, dưỡng thai tốt, bất kể các con sau khi sinh ra như thế nào, đều có con đường tiến lên của riêng chúng. Em là mẹ, đưa chúng đến thế giới này là đủ rồi, em đã làm những gì mình có thể làm. Những việc khác chúng ta làm cha sẽ dạy dỗ các con thật tốt, phát huy ưu thế thiên phú của chúng, để chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy khi gặp nguy hiểm mới có thể bảo vệ tốt bản thân. Lời này nói trúng tim Đen Thiên Vân. Thế giới thú nhân này rất tàn khốc, cô cũng đã trải qua rất nhiều sống chết, nhưng cô không thể giống như những con cái bản địa. Sau khi sinh con thì không quan tâm quá nhiều, thậm chí còn có suy nghĩ quá yếu thì nên chết đi. Không nói những cái khác, lúc này vẫn nên cảm ơn hệ thống, nó đã kiểm soát việc này, mọi thứ đều theo tình huống của con người. Yêu sinh yêu dục, con nào cũng đều có thiên phú cao. Số lượng con ít, năng lực mạnh, con non từ lúc đầu đã tránh được sự đào thải tự nhiên giữa các con cùng lứa. Đều là cây con độc nhất, đều rất quý giá. Tinh Tước và Tinh Hà tuy là sinh đôi, nhưng Tinh Hà là con cái, rất đặc biệt đối với Thương Di. Sau này anh ta toàn tâm toàn ý dạy dỗ chỉ có Tinh Tước, theo một nghĩa nào đó cũng là cây con độc nhất. Cây con độc nhất làm gì có sự đào thải tự nhiên, dám hành hạ con thì con sẽ không còn. Đồng thời, các con có thiên phú cao, đã sớm vượt qua những con non khác, điều này cũng khiến các ông bố vừa vui vừa khổ. Em biết rồi, các con đều rất nghịch ngợm, phải làm phiền các anh nhiều rồi, Thiên Vân lên tiếng nói. Trong việc nuôi con, ưu thế của việc có nhiều bạn đời đã thể hiện ra. Các ông chồng thật tuyệt vời. Lời này là nói với Sơn, nhưng một câu các anh khiến Lôi Nhiên và Thụy Lai không chút do dự tự đưa mình vào. Đặc biệt là Thụy Lai, khóe miệng nở nụ cười, tâm trạng tốt lạ thường. Con được đều thích được bạn đời dựa dẫm, đừng nói là chuyện nuôi con lớn như vậy, chuyện nhỏ nhặt được dựa dẫm họ cũng rất vui. Họ thích cảm giác được bạn đời cần đến mình. Ừm, những chuyện đó cứ giao cho chúng ta, em đừng lo lắng quá. Tiếp theo em nên ăn gì đó, anh nấu thịt và hải sản, em còn muốn ăn gì nữa không? Sơn chuyển chủ đề, bắt đầu chuyện ăn uống quan trọng. Cơm anh đã nấu một ít rồi. Anh ta nói xong chờ Thiên Vân lên tiếng. Thiên Vân nghĩ một chút nói, muốn ăn cơm rang hải sản. Được, em nói anh làm. Họ bắt đầu bận rộn làm cơm rang hải sản. Hải sản dùng đến chủ yếu là tôm và sò, thêm một ít rau, xào nóng lên. Sơn cầm muôi, Lôi Nhiên và Thụy Lai đứng bên cạnh chăm chú quan sát, âm thầm học hỏi. Họ chăm sóc Thiên Vân đã lâu, đã hiểu rõ phần những món cô thích ăn. Rất nhiều món chỉ là thay đổi cách chế biến, ví dụ như xào cải thảo, cách làm tương tự. Khoai tây thái sợi có thể xào, cà tím có thể xào, thậm chí hải sản cũng có thể xào, chỉ cần thay đổi một chút gia vị. Sau khi làm vài lần họ đã biết, cùng một nguyên liệu có thể xào, có thể hầm, có thể nướng, cách chế biến phong phú. Rau và thịt họ đã nắm vững kha khá, bây giờ sống ở vùng biển, dần dần bắt đầu tìm hiểu cách chế biến hải sản. Chế biến hải sản riêng lẻ, hải sản kết hợp với nguyên liệu nào thì ngon hơn, đây là những điều họ cần học hỏi tiếp theo. Cách học trực tiếp nhất là Thiên Vân theo sở thích của mình kết hợp các nguyên liệu, nói cho họ các bước chế biến. Họ ghi nhớ kỹ. Thiên Vân để Sơn làm rất nhiều, trong nhà trừ Tinh Tước và Tinh Hà vẫn còn bú sữa, phần của những người khác đều đã làm. Trước khi ăn, cô dùng ống tre đựng một ít cho Á Hằng và Lam Bích, đặc biệt chuẩn bị một cái giỏ, đựng thêm một ít trái cây. Cô quay đầu nhìn Lôi Nhiên. Lôi Nhiên, ngày mai khi anh đến thành phố Ba Đuôi thì ghé qua chỗ Á Hằng một chút nhé, mang cho họ một ít đồ ăn được không? Em đã chuẩn bị sẵn cất trong không gian, khi nào anh đi thì nói cho em biết. Lôi Nhiên gật đầu. Chuẩn bị xong đồ ăn, Thiên Vân bắt đầu lo lắng cho Hằng Sa và Bạch Dực. Cô quay đầu nhìn Thụy Lai vẫn đang ngồi trên khúc gỗ bóc vỏ lúa. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ chậm rãi bóc vỏ từng hạt lúa, những hạt lúa nhỏ nhanh chóng được bóc vỏ, bỏ vào một ống tre nhỏ. Thụy Lai cảm nhận được ánh mắt của cô, nhìn sang nhướng mày trêu chọc cô. Thiên Vân bị chọc cười, đồ dẻo miệng, làm việc cũng thật tao nhã, còn trêu chọc cô. Cô đi đến bên cạnh anh ta, tò mò hỏi, chúng ta cách vùng biển quên lãng xa không? Cái nào ngon hơn chứ? Bạch Dực bị chọc cười, đương nhiên cậu phải thỏa mãn trí tò mò của mẹ rồi. Cậu nuốt cả tinh thạch và hoa tinh thể trong tay Thiên Vân, đợi đến khi cơ thể hấp thụ hoàn toàn năng lượng, cậu ngẩng đầu nhìn Thiên Vân đang mong chờ câu trả lời của mình. Cậu nói, mẹ, tinh thạch được thu thập từ cơ thể các hung thú khác nhau, hung thú càng mạnh thì tinh thạch trong cơ thể sẽ càng mạnh. Năng lượng của tinh thạch này tương đối yếu hơn hoa tinh thể này một chút. Còn về mùi vị, không có mùi vị gì, sau khi hấp thụ năng lượng thì cơ thể ấm áp.
Thiên Vân nghiêm túc gật đầu, cứ như vậy lừa con trai nuốt tinh thạch và hoa tinh thể. Vật hiếm thì quý, một khi một thứ gì đó nhiều lên thì sẽ không còn quý giá nữa. Từ hôm nay trở đi con và tinh tước mỗi ngày đều nuốt một đóa hoa tinh thể để bổ sung năng lượng, khi nào rảnh rỗi thì cùng Hằng Sa đi thu thập hoa tinh thể. Chúng ta nhân lúc ở vùng biển thì tích trữ một ít, đến đất liền thì chỉ có tinh thạch trong cơ thể hung thú thôi. Hoa tinh thể ở vùng biển quên lãng có nhiều không? Bạch Dực gật đầu, giống như cỏ dại vậy, trên đá mọc chi chít rất nhiều hoa tinh thể, Mô Lộ Sen quen thuộc địa hình bên đó, con cũng có thể đi chơi cùng anh ta. Lúc thu thập ở đó, ba rất thô bạo nhét vào miệng con mấy đóa hoa tinh thể. Con nhỏ mách lẻo, Thiên Vân cũng rất phối hợp quay đầu nhìn Hằng Sa đang thong thả gặm càng cua ngồi bên cạnh. Chắn lớn mắt đen nhìn lại, không hề biện minh. Thiên Vân yêu thương xoa đầu Bạch Dực, an ủi cậu, mẹ biết rồi, lần sau anh ấy sẽ nhẹ nhàng hơn. Bạch Dực nghẹt thở. Sao còn lần sau nữa chứ? Con muốn ăn thì tự ăn, không cần anh ta đút. Hằng Sa, miệng nó nhỏ. Bạch Dực bực bội cãi lại, chỉ có miệng anh to, anh có thì nuốt cả vùng biển quên lãng vào miệng đi. Hằng Sa, ừ. Con nhỏ chọc tức rắn. Thiên Vân nín cười, giơ tay che miệng rắn nhỏ, sau đó đút cho cậu một miếng cơm rang. Rắn nhỏ bị bịt miệng, rắn lớn cũng không cãi lại. Hai cha con cãi nhau, rắn nhỏ luôn là đứa nói nhiều nhất, cũng là đứa bị mắng nhiều nhất. Đừng cãi nhau nữa, ăn cơm đi, Thiên Vân mỉm cười thúc giục. Bạch Dực ngoan ngoãn đáp lại, xuống ngồi cùng bàn với Mô Lộ Sen. Sự xuất hiện của cậu khiến Mô Lộ Sen đang chăm chú ăn cơm hơi phân tâm một chút. Lam Bích không có ở đây, hai người họ ngồi cùng bàn ăn cơm. Nghe thấy tiếng khóc có chút cáu kỉnh của tinh tước, Thiên Vân tăng tốc độ ăn cơm. Sau khi cô ăn hết phần cơm rang còn lại trong bát, Thương Di bế tinh tước đã được thầy Tạ đến. Anh ta một tay bế tinh tước, một tay xách giỏ đựng tinh hà đến. Tinh tước nhỏ nhắn nằm sấp trên cánh tay Thương Di, chỉ quấn tã, cả người trắng nõn mềm mại tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với bắp tay rắn chắc đầy sức mạnh của Thương Di. Thiên Vân phát hiện Thương Di bế tinh tước chưa bao giờ bế đàng hoàng, đều là một tay vớt lên một cách rất tùy tiện, đúng là vớt, đỡ từ dưới bụng tinh tước lên. Bế tinh hà thì khác, hai tay bế rất đàng hoàng, rất cẩn thận. Sự thiên vị của hổ lớn thật quá rõ ràng. Tinh tước có chút cáu kỉnh quấy khóc, khi nhìn thấy Thiên Vân, có chút vội vàng đưa tay về phía cô. Thương Di nhìn bát đã trống không của Thiên Vân, biết cô đã ăn xong, liền đưa tinh tước qua. Thiên Vân dịu dàng đón lấy tinh tước, vòng tay của cô khiến tâm trạng cậu bé ngay lập tức bình tĩnh hơn rất nhiều. Mẹ ngủ quá lâu, có phải con đói rồi không? Cô vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, dỗ dành. Khi cô chuẩn bị bế tinh tước lên lầu cho bú, cậu bé lắc đầu mạnh mẽ từ chối. Thiên Vân thử hỏi, không muốn bú sữa. Tinh tước, ừm. Cô rất bất ngờ, theo bản năng nhìn về phía Thương Di, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, cậu bé không lẽ muốn ăn thịt rồi sao? Mới mấy ngày, cai sữa nhanh vậy sao? Chưa đầy tháng mà. Mấy ngày nay tinh tước phát triển rất nhanh, tạo thành sự tương phản rõ rệt với tinh hà. Tinh hà ăn rồi ngủ. Khá yên tĩnh và đáng yêu, tinh tước thì mỗi ngày một khác, cử động chân tay và ánh mắt đều thay đổi nhanh chóng, ngày càng linh hoạt. Nhưng sao có thể cai sữa được? Thương Di có chút ghét bỏ liếc nhìn tinh tước, nói với Thiên Vân, không bú thì thôi, để cậu bé đói, một hai bữa không bú cũng không chớt đói được. Tinh tước rất khó chịu, nắm chặt tay nhỏ ném một cơn gió nhỏ về phía ba mình. Thương Di mặt không đổi sắc, giơ tay lên dễ dàng hóa giải cơn gió nhỏ đó. Thiên Vân nhẹ nhàng nắm lấy nắm tay nhỏ của tinh tước, ngay lập tức khiến nắm tay nhỏ mềm nhũn ra, nắm ngược lại ngón tay của cô. Cô chưa kịp phản ứng, người trong lòng đã ôm lấy cánh tay cô ngồi dậy, tư thế này khiến cô sợ đến mặt mày tái mét. Tinh tước vững vàng ngồi trên đùi cô, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt màu tím có chút uất ức. Thiên Vân hít sâu một hơi, hỏi lại, thật sự không muốn bú sữa nữa. Tinh tước bĩu môi, lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô quá hiểu câu trả lời mâu thuẫn này rồi. Là bây giờ không muốn bú sữa, muốn ăn thức ăn khác, bữa sau vẫn muốn bú sữa đúng không? Tinh tước gật đầu. Sau khi nuôi Lam Bích, cô cũng có chút kinh nghiệm, con được theo sự trưởng thành sẽ tự sắp xếp, ví dụ như khi nào có thể cai sữa ăn thức ăn khác. Chỉ là tinh tước ở dạng người, không giống như Lam Bích ở dạng thú, tinh tước không có răng. Thiên Vân suy nghĩ một chút, lấy cháo trắng đã tích trữ từ trước trong không gian ra, cháo gạo trắng đơn thuần, mềm như thơm ngon. Cô chuẩn bị một cái bát nhỏ cho tinh tước, đổ một ít cháo ra để nguội. Trong lúc cô chuẩn bị thức ăn, tinh tước ngồi trên đùi cô ngoan ngoãn nhìn. Đợi đến khi cháo không còn quá nóng, Thiên Vân cầm thìa nhỏ múc một miếng, cô còn chưa kịp đút thì cậu bé đã đưa tay cướp lấy cái bát, ngửa đầu uống cạn một hơi. Động tác hơi mạnh, không ít cháo dính lên mặt, cậu bé không hề để ý, rất vui vẻ vừa gặm vừa liếm. Thiên Vân cứng đờ cầm thìa cháo, cả người đều kinh hãi. Đây là tình huống gì vậy?
Cảnh tượng này khiến Hàng Sa ngồi gần đó nhất có chút không nhìn nổi, đưa tay muốn giúp, bị Tinh Tước không khách khí đẩy ra, còn hừ một tiếng. Hàng Sa nhướng mày, làm bẩn quần áo của mẹ con rồi. Tinh Tước lúc này mới quay đầu nhìn cháo dính trên người Thiên Vân, bàn tay nhỏ túm lấy muốn đưa vào miệng, lập tức bị Thiên Vân ngăn lại, cô tiện tay đút thìa cháo trong tay vào miệng cậu bé. Thương Di nghiến răng, bước tới trực tiếp muốn bế cậu bé đi, bị Thiên Vân ngăn lại. Để cậu bé ăn, cậu bé đang khám phá thế giới. Thương Di cũng bị chọc cười, nhìn Tinh Tước đang gặm cái bát đến mức không nỡ nhìn thẳng, nắm đấm của anh ta siết chặt rồi lại thả lỏng rồi lại siết chặt. Kiềm chế cơn giận. Chúng ta thích khám phá thế giới, Bạch Dực mỉm cười nói. Hàng Sa, bây giờ con có thể ra ngoài khám phá thế giới. Rắn nhỏ hừ hừ không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tinh Tước cướp đồ ăn hơi bẩn, nhưng hành động này của cậu bé dù là Thương Di hay những con đực có mặt đều rất bình tĩnh. Con non khi lớn đến một mức độ nhất định sẽ xuất hiện hành vi cướp đồ ăn, thường là giữa những con non cùng lứa cướp đồ ăn của nhau. Cướp đồ ăn càng giỏi, ăn được càng nhiều thức ăn thì mới có thể lớn lên càng khỏe mạnh, khả năng bị đào thải sẽ càng thấp. Hành vi cướp đồ ăn gần như là bản năng sinh tồn này, là điều mà mỗi con non đều sẽ xuất hiện. Chỉ là làm cho mọi thứ lộn xộn, làm bẩn quần áo của Thiên Vân. Thương Di ghét nhất là điều này. Hàng Sa và những người khác đương nhiên là vẻ mặt xem kịch vui. Thiên Vân nhanh chóng hoàn hồn từ cảnh tượng không nỡ nhìn thẳng trước mắt, cô dịu dàng lấy ra thú lau cho Tinh Tước, dọn dẹp qua cho cậu bé, sau đó lại lấy bát và thìa từ trong không gian ra, đổ một ít cháo. Tinh Tước, mẹ dạy con cách cầm thìa, cháo đồ chúng ta không thể dùng tay bốc, khi chúng ta còn nhỏ có thể dùng thìa múc ăn, đợi lớn hơn một chút thì có thể uống trực tiếp. Chúng ta không vội. Nghe lời cô nói, Tinh Tước ngoan ngoãn buông cái bát nhỏ đang nắm chặt trong tay, để mặc cô nắm tay nhỏ của mình cầm thìa, múc một thìa cháo đưa đến miệng cậu bé. Cứ như vậy một miếng hai miếng, Thiên Vân nắm tay cậu bé ăn liên tiếp mấy miếng, sau đó buông tay cậu bé ra để cậu tự ăn. Tinh Tước tự mình múc một thìa cháo ăn, tuy giữa chừng có nhỏ vài giọt, nhưng cũng coi như thành công. Cứ từ từ, lỗ thức ăn nóng mà con lại bốc như vừa nãy, bị bỏng thì làm sao? Thiên Vân nhìn cậu bé có thể tự ăn, vui mừng xoa đầu cậu. Gần 20 ngày rồi, cái đầu hơi hói đã mọc ra không ít tóc, chỉ là tóc hơi ngắn, sờ vào có cảm giác mềm mại rất dễ chịu. Tinh Tước nghiêm túc nghe lời cô nói, đều ghi nhớ, Thiên Vân tò mò hỏi, khi nào Tinh Tước mọc răng vậy? Thương Di nhếch mép nói, anh không biết, đây là lần đầu tiên anh gặp con được sinh ra đã là người. Giây tiếp theo lại nghe anh ta nói, Tinh Tước, mẹ con hỏi con kìa, khi nào con mọc răng? Thiên Vân. Tinh Tước lắc đầu, cậu bé cũng không biết. Sloan nói, không sao, cậu bé muốn ăn thì cứ cho cậu bé ăn cháo, thịt xay nhuyễn, những thức ăn mềm đều được. Mọc răng rồi thì có thể gặm những thứ cứng hơn một chút. Không phải ở dạng thú. Anh ta còn chưa nói xong, Tinh Tước lập tức biến thành hổ con, một con hổ con quấn tã. Điều này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thiên Vân mừng rỡ, giỏi quá vậy, khi nào thì có thể biến hình. Tinh Tước nheo mắt nhìn Thiên Vân cười, vẻ mặt đắc ý đó khiến Thương Di mặt mày âm trầm. Hổ con nhỏ kêu lên một tiếng, lăn lộn làm nũng trong lòng cô, cảnh tượng này khiến hổ lớn rất đau lòng. Tại sao con của chúng ta đều bám Thiên Thiên như vậy? Anh ta lạnh lùng hỏi. Sau khi Tinh Tước và Tinh Hà sinh ra, thời gian Thiên Vân ở cùng chúng thực ra không nhiều, chỉ khi chúng đói cần bú sữa, cô mới bế một lúc, khi cho bú sẽ nắm tay nhỏ, sờ chân nhỏ của chúng. Bình thường căn bản không ở bên cạnh chúng nhiều. Tại sao lại bám như vậy? Sloan cười gượng gạo nói, các con không chỉ được thừa hưởng từ cha, mà còn được thừa hưởng từ Thiên Vân. Thương Di khó hiểu nhìn Thiên Vân hỏi, Thiên Thiên, em là chủng tộc gì? Thiên Vân cứng người, cuối cùng cũng tò mò về vấn đề này rồi. Trong lúc cô đang do dự không biết trả lời như thế nào. Hệ thống, tộc người vượn, thế giới này có tộc này, chỉ là con cái của họ không xinh đẹp. Cô có thể áp dụng mọi tình huống, cứ bịa ra một chút. Hàng Sa thản nhiên mỉa mai Thương Di một câu, đã kết đôi lâu như vậy, con cũng đã có rồi, chuyện này mà anh cũng không biết. Thương Di nhướng mày, anh biết. Cô ấy cũng không để ý anh là thú lang thang, cô ấy là chủng tộc gì thì có liên quan gì đến anh. Lời nói đương nhiên của Hàng Sa khiến Thương Di tức giận đến mức dựng lông. Sợ bọn họ cãi nhau to, Thiên Vân lên tiếng ngăn cản, đừng cãi nhau nữa, em là người tộc vượn. Bọn họ kinh ngạc nhìn cô, cảm thấy rất khó tin, ngay cả Mô Lộ Sen cũng ngẩng đầu nhìn cô. Bạch Dực, mẹ, mẹ làm bọn họ ngớ người ra rồi. Thiên Vân liếc nhìn cậu, bổ sung thêm ba chữ với mọi người, bị dị hóa. Mức độ kinh ngạc của các con được lại tăng lên, lần này ngay cả Bạch Dực cũng ngây người. Đúng là mẹ của cậu, làm tốt lắm. Chỉ có Tinh Tước vùi mặt vào lòng Thiên Vân, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không quan tâm đến chủ đề này của bọn họ. Thương Di,
con cái dị hóa sao có thể? Hàng Sa, nếu là thiên thiên thì cũng không phải là không thể. Lôi Nhiên, có thần hệ thống phù hộ. Sơn, thật khó tin. Thụy Lai, đúng là thiên thiên nhà anh. Ánh mắt Mô Lộ Xe nhìn Thiên Vân có chút nóng bỏng. Nhìn thấy bọn họ đều tin, Thiên Vân mỉm cười nói, ăn cơm cho đàng hoàng, bất kể em là chủng tộc gì, em đều là bạn đời của các anh. Thương Di gật đầu, anh chỉ hỏi bâng quơ thôi, em ăn thêm chút nữa đi, anh bế Tinh Tước đi. Chưa đợi anh ta đưa tay ra vớt hổ con, Tinh Tước đã thuận lợi trượt xuống khỏi lòng Thiên Vân, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Hổ con loay hoay đứng dậy, hơi lóng ngóng đi lại dưới ghế. Thiên Vân giật mình, nhìn cậu bé bình tĩnh đi lại trên mặt đất, trái tim đang thắt lại của cô cũng thả lỏng. Cô cúi đầu nhìn vài lần, nhẹ giọng nói với Thương Di, Tinh Tước đi loạng choạng. Thương Di nhếch mép cười, chân cậu bé ngắn. Hổ con đang đi loạng choạng nghe thấy lời này, không chút do dự quay người lại lao tới. Thương Di, người cha ruột này không chút do dự giơ chân đẩy hổ con ra. Hai cha con bắt đầu chơi đùa, nói chính xác là hổ lớn đơn phương trêu chọc hổ con. Hy vọng Tinh Tước nhanh lớn, Hàng Sa thành tâm cầu nguyện một câu, rồi hành hạ Thương Di cho đã. Mọi người đều xem rất vui vẻ, trước có Bạch Dực và Hàng Sa đấu võ mồm, giờ có Tinh Tước và Thương Di trực tiếp động thủ, thật thú vị. Thụy Lai vẻ mặt dịu dàng nhìn hổ con đang đi còn loạng choạng đuổi theo Thương Di gầm gừ, trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ. Đứa nhỏ thật hoạt bát, lại đây, để ba ôm nào. Tinh Tước quay đầu liếc nhìn anh ta một cái, trực tiếp phớt lờ, tiếp tục đuổi theo Thương Di. Thụy Lai đau lòng, trong lòng vô cùng mong đợi sư tử con của anh ta và Thiên Vân chắc chắn sẽ ngoan hơn hổ con. Anh ta vô cùng mong đợi. Thương Di chơi rất vui vẻ, anh ta nói, trước đây nhìn con nhà người khác thấy rất thú vị, không ngờ con mình còn thú vị hơn. Thiên Vân nhìn anh ta không nói gì. Tinh Tước vừa nhào tới vừa lăn lộn căn bản không bắt được anh ta, có lúc ôm được chân anh ta, lại bị anh ta không biết xấu hổ đẩy ra. Tinh Tước cũng hổ báo, trong hoàn cảnh hoàn toàn không chiếm được lợi thế vẫn kiên trì đuổi theo. Một con hổ con đáng yêu bị hành hạ giống như chó con. Tinh Tước, lại đây với mẹ nào, cô dịu dàng gọi. Hổ con nghe thấy giọng cô không chút do dự quay đầu chạy về phía cô, trực tiếp nhào vào ôm chân cô, động tác dứt khoát lưu loát. Thiên Vân cúi đầu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cậu bé, cười ha hả, thực sự giống như cún con. Tinh Tước chạy đến bên cô nghỉ ngơi, Thương Di cũng không trêu chọc cậu bé nữa, đi đến bàn ăn xem xét cái bát đã được cậu bé ăn sạch sẽ. Được Thiên Vân dạy dỗ, hổ con đã tự mình ăn hết một bát cháo nhỏ. Ăn no rồi. Được rồi, không cần cho cậu bé ăn nữa. Thương Di nói xong tự mình ngồi vào chỗ ăn cơm. Tinh Tước không chạy lung tung, cứ nằm sấp trên chân Thiên Vân, dùng cái bụng nhỏ mềm mại của mình áp vào mu bàn chân cô. Sơn ngồi xổm xuống, đưa tay sờ Tinh Tước, kiểm tra cẩn thận cho cậu bé. Tinh Tước liếc nhìn, không hề phản kháng con thỏ lớn này, mặc cho anh ta nhẹ nhàng kiểm tra cơ thể mình. Sơn kiểm tra xong, nói với Thiên Vân, Tinh Tước có thể biến thành hình thú, cậu bé phát triển rất nhanh, sau này cũng sẽ ngày càng nhanh hơn, có thể mỗi ngày đều có sự thay đổi. Nếu Tinh Tước có sự thay đổi lớn, em đừng giật mình nhé. Cậu bé là người trước rồi mới là thú, răng của cậu bé vẫn chưa mọc ra, nhưng cũng sắp rồi. Nói xong, anh ta nói với hổ con, Tinh Tước ngoan nhé, trước khi chưa mọc răng không được ăn đồ cứng. Nếu thấy chúng ta đang ăn gì thì không được trực tiếp chạy tới cướp, chúng ta đôi khi sẽ cho ớt vào thức ăn, con còn nhỏ, không được ăn thứ đó. Nếu con muốn ăn thì nói với chúng ta, những thứ có thể cho con ăn chúng ta đều sẽ chuẩn bị cho con, được không? Tinh Tước, ừm. Thiên Vân phát hiện từ đầu tiên con nhỏ có thể nói chính là chữ ừm. Tinh Tước có thể biến thành hình thú, lại là một bước đột phá lớn. Thảo nào hôm nay đột nhiên không muốn bú sữa, còn có thể lật người ngồi dậy, trực tiếp lớn thêm một bước. Nhìn con trai lớn nhanh như vậy, lại còn hung dữ đáng yêu, Thiên Vân cảm thấy rất vui vẻ. Cô vui vẻ, bầu không khí của cả nhà đều rất thoải mái. Một lúc sau Tinh Hà tỉnh dậy. Tinh Hà không thức tỉnh dị năng gì, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngoại trừ hơi mũm mĩm ra, không có thay đổi rõ ràng nào khác. Tốc độ phát triển của cô bé thuộc trạng thái phát triển bình thường của con cái. Thiên Vân đứng dậy đi bế Tinh Hà, bế cô bé lên lầu cho bú. Tinh Tước lẽo đẽo theo chân cô cùng lên lầu, chỉ là hổ con leo cầu thang hơi khó khăn, mấy lần chân run lên trực tiếp đụng vào chân cô. Thiên Vân đầy yêu thương, đi chậm lại chờ cậu bé. Lên lầu, trong lúc cô cho Tinh Hà bú, Tinh Tước, chú hổ con tò mò đi loanh quanh trong phòng, bắt đầu khám phá thế giới. Khám phá phòng của mẹ là bước đầu tiên để khám phá thế giới. Thiên Vân nhìn chú hổ con đi loạng choạng nhưng rất hiếu động, nhìn một cái là mềm lòng, cũng rất buồn cười. Hổ con quấn tã. Tinh Tước vừa sinh ra đã thức tỉnh dị năng, nhưng có lẽ chỉ vừa mới biến thành hình thú thành công, tình huống của cậu bé hoàn toàn khác với những con non khác. Dị năng của cậu bé dường như không thể ngưng tụ ra thú phòng ngự,
ít nhất hiện tại là như vậy. Tinh tước, con có thể ngưng tụ ra thú phòng ngự không? Thiên Vân nhẹ giọng hỏi. Hồ con đang nhìn những dị linh lửa trong góc tường quay đầu lại nhìn cô. Cậu bé cúi đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó xé tã trên người, cơ thể biến thành hình người. Nhìn cậu bé trần truồng, Thiên Vân vừa khóc vừa cười. Cậu bé thử vài lần, đều không ngưng tụ thành công, nhíu mày có chút bực bội. Không sao, từ từ, Thiên Vân dịu dàng an ủi. Mẹ chỉ tò mò thôi, bây giờ con có thể biến thành hình thú, có thể chạy nhảy, muốn đi tiểu thì có thể tự đi, như vậy khi ở dạng thú chúng ta sẽ không cần quấn tã nữa. Một con hổ con quấn tã, nhìn kiểu gì cũng buồn cười. Ừm, Tinh Tước đáp lại, bò về phía cô. Ở dạng người, cậu bé có thể ngồi, có thể bò, nhưng vẫn chưa biết đi. Trên mặt đất bên cạnh giường đều được trải da thú mềm mại, Tinh Tước bò lên da thú, nằm xuống bên cạnh chân Thiên Vân, cậu bé ngáp chuẩn bị ngủ. Bên đó rất sạch sẽ, Thiên Vân để mặc cậu bé ngủ như vậy, cô lấy một tấm da thú đắp nhẹ lên người Tinh Tước. Ngẩng đầu liền thấy Thương Di đang lặng lẽ nhìn ở cửa cầu thang. Thấy Tinh Tước nằm trên mặt đất ngủ, anh ta yên tâm. Anh ta bình tĩnh nói, Thiên Thiên, con đực không yếu đuối như vậy, cũng đừng nuôi con đực quá yếu đuối, đặc biệt là khi ở dạng thú. Bẩn thì có thể tắm, lăn lộn nhiều mới có thể khiến cơ thể chúng ngày càng khỏe mạnh. Thiên Vân nhìn con đang ngủ bên chân mình, bình tĩnh đáp, Tinh Tước không hề yếu đuối, cậu bé giống anh, tính tình nóng nảy. Khuôn mặt bình tĩnh của Thương Di không nhịn được nữa. Cô suy nghĩ một chút, nói tiếp, Bạch Dực có được di truyền từ em, Tinh Tước và Tinh Hà rất có thể cũng có di truyền. Suy nghĩ và tình cảm của chúng sẽ phong phú và nhạy cảm hơn. Chúng bám em không phải là chúng yếu đuối, chúng chỉ là. So với cha, chúng thích em, người mẹ này hơn. Em không phải nói Tinh Tước không thích anh, mà là anh là người cha mạnh mẽ, em là người mẹ yếu đuối. Anh là mục tiêu mà cậu bé cần theo đuổi, học hỏi, thậm chí là vượt qua, em là mục tiêu mà cậu bé muốn bảo vệ. Cho dù là Tinh Tước hay Bạch Dực, tuy chúng hơi nghịch ngợm, nhưng chúng không hề ghét cha mình từ tận đáy lòng. Chính vì thích, vì có cảm giác an toàn, nên mới nghịch ngợm như vậy. Có được di truyền của con người, tình cảm của chúng phong phú hơn, thông minh và hiểu chuyện hơn. Đồng thời có di truyền của thú nhân, trong xương cốt ẩn chứa thú tính hoang dã. Chúng náo loạn như vậy, trong mắt Thương Di và những người khác, hoàn toàn phù hợp với phong cách chọc tức người khác của con nhỏ. Điều không bình thường là chúng lại thân thiết với mẹ như vậy. Sợ sự dịu dàng của Thiên Vân sẽ bất lợi cho việc kích thích thú tính của con đực, dễ ảnh hưởng đến tính cách của chúng. Đôi khi ảnh hưởng của môi trường rất lớn. Lời nói của Thiên Vân khiến Thương Di cảm động không nói nên lời. Cãi nhau thì cãi nhau, ồn ào thì ồn ào. Dù là Tinh Tước hay Bạch Dực đều vô cùng tin tưởng cha mình. Dù bị đánh, cũng ngoan ngoãn chịu đánh, tin rằng cha sẽ không đánh chết mình. Đánh xong vẫn là hai cha con, vẫn cứ cãi nhau chí chóe. Thiên Vân biết những thú nhân đó nuôi con như thế nào. Mỗi con đực đều sẽ rất nghiêm túc dạy dỗ con mình, để chúng học được tất cả các kỹ năng sinh tồn, có thể tự lập tốt hơn. Điều này giống như một nhiệm vụ máy móc. Con cái chịu trách nhiệm sinh, con đực chịu trách nhiệm nuôi dưỡng dạy dỗ, đợi con non lớn lên tự lập thì thả rông. Sau đó lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Một số con non sẽ ở lại bộ lạc ban đầu, một số con non sẽ chạy đến các bộ lạc khác sinh sống, cũng có không ít con chết vì những nguy hiểm trong tự nhiên. Một khi chúng tự lập, gần như không còn liên lạc gì với cha mẹ nữa, dù sống cùng một bộ lạc, cũng là các người tự lo cho mình, tôi tự lo cho mình. Mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái có thể nói là hoàn toàn không sâu sắc. Đưa con đến thế giới này, nuôi nấng dạy dỗ trưởng thành, đã là những gì cha mẹ có thể làm, sau đó là tùy vào vận mệnh của những đứa con đó. Trong quá trình nuôi dạy con cái, phương pháp tàn khốc và hà khắc đôi khi sẽ khiến một số con non có lòng tự trọng cao nảy sinh địch ý với cha. Thậm chí mối quan hệ sẽ xấu đi đến mức ngươi chết ta sống. Ở thế giới thú nhân, không có tình cảm do huyết thống mang lại, chỉ có sự kế thừa huyết thống, sự sinh sôi nảy nở của chủng tộc. Thương Di, Tinh Tước còn nhỏ, cậu bé sẽ bám em hơn, thích làm nũng với em, đợi lớn lên rồi cậu bé sẽ dần dần không còn như vậy nữa, giống như Bạch Dực, Thiên Vân nhìn Thương Di dịu dàng nói. Cô nói thêm một câu, đợi lớn hơn một chút thì có thể chơi cùng Lam Bích và Bạch Dực, sau này cũng sẽ có thêm những người bạn khác. Phạm vi hoạt động của cậu bé không chỉ là trong nhà nữa, cậu bé sẽ tự lập và trưởng thành. Thương Di không nói gì. Tinh Tước có giống như cô nói hay không anh ta không biết, ít nhất Bạch Dực bây giờ là như vậy, rắn con rất ít khi bám dính lấy cô, không còn bám người như trước nữa. Thiên Vân dịu dàng nói, các con sau khi lớn lên có thể sẽ đi tìm kiếm phương xa của riêng mình, có thể sau này sẽ không gặp lại nữa. Nhân lúc chúng còn nhỏ còn ở bên cạnh chúng ta, thỉnh thoảng chiều chuộng một chút cũng không sao. Các con sẽ không xảy ra chuyện mà các anh lo lắng đâu. Thương Di dịu lại sắc mặt, gật đầu, anh ta đi tới ngồi bên cạnh Thiên Vân, ôm eo cô để cô dựa vào lòng mình, bầu bạn với cô. Đợi đến khi Tinh Hà bú no sữa,
Thiên Vân nhìn bầu sữa căng tức của mình, buồn bã. Tinh tước không bú, chỉ dựa vào một mình tinh hà thì không thể bú hết được, chỉ có thể vắt ra cất vào không gian. Thương Di vỗ ợ hơi cho tinh hà, đặt cô bé lên giường để cô bé tự nằm, sau đó nhẹ nhàng xử lý cho Thiên Vân. Đựng sữa vào một cái vò, nhân lúc còn nóng cất vào không gian. Thiên Vân cúi đầu nhìn hổ lớn đang quỳ gối trước mặt mình, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đầy nghiêm túc và tập trung. Nhìn cơ thể cô, anh ta không hề có hành động bất lịch sự nào, ngay cả ánh mắt cũng rất nghiêm túc và cẩn thận. Nghiêm túc thì vẫn rất nghiêm túc. Không còn sữa nữa, thật thoải mái. Xử lý xong, Thiên Vân bế Tinh Hà xuống lầu chơi, Thương Di cũng đi theo xuống lầu, để Tinh Tước tự ngủ ở trên lầu. Thiên Vân ngồi xuống ghế, đưa tay lấy một đóa hoa tinh thể từ trong giỏ bên cạnh đặt vào tay Tinh Hà cho cô bé chơi. Bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy hoa tinh thể giơ lên, đôi mắt nhỏ màu tím xinh đẹp tò mò nhìn thứ mẹ đưa cho. Nhìn rất chăm chú một lúc lâu. Sau đó, bàn tay nhỏ dùng sức bóp, đóa hoa tinh thể trực tiếp vỡ thành nhiều mảnh. Theo sự phân tách của tinh thể, hoa tinh thể màu vàng nhạt sáng bóng dần dần mất màu, biến thành màu xám, một tia sáng màu vàng tỏa ra, ngay lập tức bị dấu ấn hệ thống hấp thụ. Thiên Vân trợn tròn mắt kinh ngạc, cô từ từ ngẩng đầu nhìn hàng xa bên cạnh cũng đang kinh ngạc. Anh ta chậm rãi nói, khá lợi hại, có thể vặn đứt đầu Thương Di. Thương Di đang đứng bên cạnh đống lửa không chú ý đến Thiên Vân bên này, không hiểu ý của hàng xa, tưởng con rắn đó lại nói xấu mình, anh ta cau mày khó chịu đi tới. Ăn no rồi muốn đánh nhau đúng không? Vừa nói xong anh ta liền nhìn thấy hoa tinh thể bị Tinh Hà bóp nát trong tay, vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Vân nắm lấy bàn tay nhỏ của Tinh Hà, lấy những mảnh vỡ từ tay cô bé ra, cô bé rất phối hợp, ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay ra. Hoa tinh thể vỡ thành nhiều mảnh, đều là những mảnh lớn, cạnh cũng không sắc bén, cô kiểm tra Tinh Hà không bị đâm vào mới yên tâm. Em đột nhiên nhớ đến lời Slyn nói trước đây, nói Tinh Hà có sức mạnh hơi lớn. Thiên Vân nhanh chóng nhớ lại lời nói lúc đó. Lúc đó, cô chỉ quan tâm đến việc Tinh Hà có thức tỉnh dị năng hay không. Sau khi xác nhận Tinh Hà không thức tỉnh dị năng, cô cũng không để ý đến vấn đề sức mạnh của Tinh Hà lớn hay không. Bây giờ có thể xác nhận rồi. Cô bé này không chỉ sức mạnh lớn, mà còn lớn đến mức đáng sợ. Nhìn thấy Tinh Hà bóp nát hoa tinh thể, sức mạnh kinh người này khiến Thương Di hiểu được ý của Hằng Sa vừa nói. Slyn và những người khác cũng vây quanh xem xét, nhìn mảnh vỡ của hoa tinh thể đều im lặng. Vốn tưởng con gái là đứa ngoan ngoãn đáng yêu nhất, không ngờ lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Bạch Dực thở phào nhẹ nhõm nói, may mà trước đây con bị Tinh Tước đấm một cái, nếu bị Tinh Hà đấm một cái, đầu cũng không còn. Thiên Vân. Vậy nên, Tinh Hà không phải là cô gái yếu đuối, mà là một cô gái mạnh mẽ ẩn dưới vẻ ngoài yếu đuối. Cô lặng lẽ đưa tay lấy một đóa hoa tinh thể bóp trong tay. Cô dùng hết sức lực toàn thân cũng không bóp ra được một khe hở, chất liệu cứng rắn hoàn toàn không thể bị sức mạnh của cô lay chuyển. Mộ Lộ Sen lên tiếng nói, một số hoa tinh thể chứa năng lượng tương đối nhiều, sẽ dễ dàng bóp nát hơn, bởi vì năng lượng sẽ tấn công tinh thể bên ngoài trói buộc chúng. Giống như quả trên đất liền của các người khi chín đến một mức độ nhất định sẽ rơi từ trên cành xuống. Hoa tinh thể khi năng lượng ngưng tụ đến một mức độ nhất định sẽ trở nên yếu ớt, năng lượng sẽ phá vỡ tinh thể giải phóng ra ngoài. Quan trọng là, thú nhân bình thường sẽ không bóp hoa tinh thể. Nghe vậy, Thiên Vân đặt hoa tinh thể trong tay mình vào tay Tinh Hà. Tinh Hà, con bóp đóa hoa này thêm lần nữa. Tinh Hà chớp mắt, bàn tay nhỏ nắm lấy hoa tinh thể dùng sức bóp. Thiên Vân vừa chú ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng lên dùng sức của con gái, vừa chú ý đến sự thay đổi của hoa tinh thể. Vài giây sau, hoa tinh thể xuất hiện vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mất màu vỡ vụn, giải phóng năng lượng. Năng lượng đó lại bị dấu ấn hệ thống hấp thụ. Liên tiếp bóp nát hai đóa hoa tinh thể, Tinh Hà đỏ mặt, thở hổn hển, mệt mỏi. Thiên Vân yêu thương xoa đầu cô bé, lấy tinh thể trong tay cô bé ra đặt lên bàn. Tinh thể bị bóp nát lúc trước, lúc này đã vỡ vụn thành một đống bột. Slyn kiểm tra cơ thể Tinh Hà, cuối cùng đưa ra kết luận, trong cơ thể Tinh Hà không có năng lượng dao động, cô bé chỉ là sức mạnh lớn một cách đơn thuần. Thiên Vân há hốc miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Bé gái lực sĩ, đúng là con nhỏ mang huyết mạch thú nhân. Thụy Lai nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, điều này còn đáng sợ hơn Tinh Tước. Tinh Tước giải phóng dị năng để tấn công bọn họ còn có thể cảm nhận được, còn Tinh Hà nếu ra tay, căn bản không thể đoán trước được cô bé có dùng sức mạnh lớn như vậy để bóp nát anh hay không. Thiên Vân chú ý đến Tinh Hà sắp khóc, cô vội vàng ôm cô bé vào lòng, vui vẻ nói, như vậy mẹ yên tâm rồi, sau này lỡ có chuyện gì con cũng có thể tự bảo vệ mình. Đương nhiên mẹ hy vọng con luôn bình an vô sự, nhưng có chút bản lĩnh bên cạnh thân vẫn tốt hơn. Nghe cô nói, nước mắt trong mắt Tinh Hà mới ngừng lại, bàn tay nhỏ từ từ giơ lên nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc trước ngực Thiên Vân. Hành động đó khiến Thương Di và những người khác đều xúm lại muốn ngăn cản. Thiên Vân nhìn bọn họ một cái, ánh mắt bình tĩnh ngăn bọn họ lại.
tóc của mẹ có dài không? Con không được kéo mạnh nhé, mẹ sẽ đau. Đợi sau này tóc của Tinh Hà cũng sẽ dài và dày, màu bạc rất đẹp đấy. Giọng nói dịu dàng của cô khiến Tinh Hà cười toe toét, mềm mại ngọt ngào. Bàn tay nhỏ vẫn luôn nhẹ nhàng nắm lấy tóc của Thiên Vân, không dùng sức, Tinh Hà còn cười híp mắt nhìn cô nói chuyện, đôi mắt nhỏ tràn đầy vui vẻ. Điều này khiến Thương Di cảm thấy khó diễn tả. Anh ta mặt không đổi sắc nói, con gái đều lớn lên bên cạnh mẹ, bám mẹ là chuyện bình thường, nhưng sao anh lại thấy khó chịu trong lòng như vậy? Thụy Lai mỉm cười trêu chọc, khó chịu là chuyện bình thường, sau này Tinh Hà sẽ bám Thiên Thiên, có thể còn muốn chui vào ổ ngủ cùng, đến lúc đó còn chỗ cho chúng ta sao? Con trai muốn chui vào ổ có thể ném ra ngoài, con gái thì không dễ ném, cũng không dám ném. Vì vậy, có con gái vừa có lợi vừa có hại. Thụy Lai nói thẳng ra, các con được có mặt đều cảm thấy rất phức tạp. Thiên Vân nhìn vẻ mặt đau khổ của bọn họ, phì cười, sao lại làm vẻ mặt đó chứ? Đợi lớn hơn một chút có thể sắp xếp cho con bé một phòng, con bé có thể tự ngủ, thỉnh thoảng ngủ cùng em cũng được mà. Nghe thấy sự sắp xếp của cô, trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Ở cửa hang đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy dịch chuyển, Thiên Vân cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt lóe lên, có chút mong đợi nhìn vòng xoáy đó. Á Hằng bế sư tử con Lam Bích trở về. Sư tử con lông xù xù, trên người còn có một số vết thương, bộ lông màu xanh lam có vài chỗ bị máu nhuộm đỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa là đánh nhau rồi. Lam Bích đánh nhau với sư tử con khác sao? Thiên Vân lo lắng hỏi. Nhìn vết thương không nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt tức giận không phục của Lam Bích, xem ra chuyện không nhỏ. Á Hằng đặt Lam Bích lên khúc gỗ, xoa đầu cậu bé, mở miệng trả lời Thiên Vân. Vừa nãy chúng ta chia thức ăn cho các sư tử con. Có sư tử con cướp thịt của Lam Bích đuổi theo đánh cậu ta một trận. Những sư tử con cùng lứa với sư tử con đó đều xúm lại đánh nhau. Lam Bích không giải phóng dị năng, một chọi ba đánh với chúng, đánh thắng rồi. Tuy đánh thắng, nhưng cả con sư tử đều xù lông. Thiên Vân nghe vậy, trên mặt nở nụ cười. Lam Bích giỏi quá, có thể kiềm chế không giải phóng dị năng mà còn một chọi ba. Con được một khi đã thức tỉnh dị năng, sẽ không nhịn được mà giải phóng dị năng, đặc biệt là khi chiến đấu. Có thể kiềm chế việc giải phóng dị năng, luôn nhắc nhở bản thân không được giải phóng dị năng, phải duy trì trạng thái chưa thức tỉnh dị năng, lại còn một chọi ba, quá giỏi. Bởi vì một khi đánh đến hưng phấn sẽ giải phóng dị năng. Lam Bích đã nhịn suốt quá trình. Sức kiềm chế và lý trí quá mạnh. Nghe thấy lời khen của Thiên Vân, tâm trạng không vui vì bị cướp thịt của Lam Bích lập tức tiêu tan. Cậu bé vẫy đuôi nhỏ đứng dậy nhảy xuống khỏi khúc gỗ chạy về phía Thiên Vân. Mẹ, con muốn ăn thịt. Cậu bé nhẹ nhàng nhảy lên ghế Thiên Vân đang ngồi, vùi đầu vào lòng cô làm nũng một chút. Thiên Vân cưng chiều xoa đầu cậu bé, tiện thể nhìn vết thương trên người cậu, chỉ là vết thương ngoài da. Đi ăn đi, trong nhà có rất nhiều thịt, tối nay còn huấn luyện nữa không? Lam Bích nói, không cần huấn luyện nữa, hôm nay đã huấn luyện xong rồi, ngày mai lại tiếp tục huấn luyện. Thiên Vân gật đầu, vậy thì ăn no rồi nghỉ ngơi cho tốt. Ừm, cậu bé đáp lại, nhảy xuống đất, biến thành hình người, tự mình lấy bát đựng thịt, sau đó ngồi vào bàn nhỏ. Bạch Dực và Mô Lộ Sen lặng lẽ nhìn cậu bé, đánh đến mức lông xoăn cũng dựng đứng hết cả lên, thật rối bời và ngầu. Bạch Dực nhỏ giọng hỏi, thịt của cậu cướp lại được rồi sao? Lam Bích, cướp lại được rồi, đã ăn hết rồi, thịt Kỳ Đạt nướng không ngon. Bạch Dực cười khúc khích. Á Hằng liếc nhìn Lam Bích đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đứng bên cạnh Thiên Vân, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói, tối nay không cần huấn luyện nữa, anh về nhà bầu bạn với em. Ngày mai anh lại dẫn Lam Bích đi huấn luyện. Thiên Vân đỏ mặt. Anh chàng này vẫn nhớ hôm nay đến lượt anh ta bầu bạn với cô. Thụy Lai ngồi đối diện chống cằm nói với Á Hằng, anh còn tưởng tối nay anh không về, anh còn tưởng tối nay sẽ là Hằng Sa bầu bạn với Thiên Thiên. Sơn dịu dàng nhắc nhở, Thiên Thiên chắc là đã mang thai con của Lôi Nhiên rồi, sau này mọi người phải nhẹ nhàng hơn đấy. Vậy nên, trước tiên là Hằng Sa muốn cướp cơ hội ngủ cùng tối nay. Sau đó là Lôi Nhiên nhân cơ hội thân mật với Thiên Thiên khiến cô mang thai. Lại mang thai nữa. Chữ chắc là của Sơn dùng rất tinh tế. Cơ thể Thiên Vân vừa mới hồi phục, dù ban ngày có thân mật với Lôi Nhiên mà mang thai, cũng không thể cảm nhận được nhanh như vậy. Thụy Lai và Sơn ngấm ngầm thêm dầu vào lửa, Thương Di đột nhiên có chút mong đợi phản ứng của Á Hằng. Không ngờ anh ta trực tiếp đáp lại, ồ, anh biết rồi. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không chút gợn sóng, bình tĩnh ung dung, không hề bị bọn họ lừa. Nhìn thấy phản ứng của anh ta, mấy con thú muốn xem kịch vui có chút thất vọng. Thiên Vân bất mãn nhìn Thụy Lai và Sơn, không sợ bọn họ cãi nhau, chỉ sợ bọn họ liên thủ. Đừng để ý đến bọn họ, hôm nay nhà làm cơm rang hải sản, vốn định ngày mai để Lôi Nhiên mang cho các anh, đã về rồi thì ăn ở nhà đi, ngồi xuống đi. Nghe giọng nói dịu dàng của cô, Á Hằng ánh mắt dịu dàng, quay người đi múc một bát cơm rang hải sản,
ngồi vào bàn ăn cơm. Thiên Vân ngồi trên ghế, lặng lẽ dọn dẹp giỏ hoa tinh thể đầy áp kia. Cô lấy một nửa cất vào không gian để sau này bổ sung năng lượng hàng ngày cho mình. Số hoa tinh thể còn lại, cô chia thành 3 phần, ba con trai trong nhà đều cần bổ sung năng lượng. Phần của Bạch Dực nhiều hơn một chút, để cậu bé tích lũy năng lượng biến thành người. Như vậy không phải là chia đều hoa tinh thể, mọi người cũng không nhìn một cái, căn bản không quan tâm cô chia như thế nào. Bạch Dực và Lam Bích mỗi ngày đều phải hấp thụ hoa tinh thể, tinh thức tùy ý, bây giờ không hấp thụ thì cứ để trong ổ của cậu bé. Tinh Hà không cần, nên không sắp xếp. Nếu cơ thể Tinh Hà có thể hấp thụ năng lượng, khi cô bé bóp nát hoa tinh thể giải phóng năng lượng thì đã hấp thụ rồi, cuối cùng cũng không đến lượt hệ thống hấp thụ. Thương Di nói, tinh thức tạm thời không cần, Bạch Dực hấp thụ nhiều một chút, bây giờ cậu bé đang trong giai đoạn có thể hấp thụ một lượng lớn năng lượng, chuẩn bị biến thành người. Ý là, phần của tinh tước có thể không cần cho. Có cần dùng hay không là một chuyện, có cho hay không là ý của Thiên Vân, người mẹ này. Thiên Vân nói, nếu tinh tước có thể hấp thụ thì anh hãy hướng dẫn cậu bé hấp thụ. Hoa tinh thể ở vùng biển quên lãng nhiều như vậy. Đừng lãng phí, chúng ta có thể thường xuyên đến đó thu thập một ít, cảm thấy dễ thu thập hơn tinh thạch trong cơ thể hung thú. Không chỉ các con, các anh cũng phải hấp thụ. Các con cần trưởng thành, các anh cũng phải ngày càng mạnh mẽ hơn. Em sẽ đặt một chậu hoa tinh thể bên cạnh giỏ trái cây, các anh cứ tùy ý lấy mà hấp thụ. Các con được im lặng, coi tinh thạch và hoa tinh thể như trái cây mà tùy ý lấy, chắc chỉ có Thiên Thiên nhà bọn họ. Tâm thái tùy ý như vậy thật tốt. Được rồi, Thương Di đáp lại, giọng điệu có chút qua loa. Cô nói của cô, ăn hay không là do bọn họ quyết định, đến lúc đó lại nhét hết vào miệng mấy đứa nhỏ. Á Hằng ban ngày không ở nhà, không nhìn thấy Hằng Sa và những người khác đến vùng biển quên lãng thu thập hoa tinh thể. Nhưng nhìn hoa tinh thể trong nhà, nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, anh ta hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngày mai khi anh đến đó, anh sẽ tìm hiểu vùng biển quên lãng, sau này đến đó sẽ nhanh hơn, anh ta nói. Thiên Vân gật đầu, nghĩ đến điều gì đó liền nói, ngày mai khi các anh đến thành phố Ba Đuôi thì dẫn Lôi Nhiên theo. Anh ấy muốn về Hải Chi Nhai tìm Kỳ Đạt dịch chuyển một chút, tốc độ nhanh hơn. Á Hằng có năng lực dịch chuyển chưa lâu, sau khi có được năng lực cũng chưa đi quá xa, những điểm anh ta đến đều ở gần thành phố Ba Đuôi, chuyện Lôi Nhiên về Hải Chi Nhai anh ta không giúp được gì. Tốc độ bay của Lôi Nhiên rất nhanh, nhưng từ đây đến Hải Chi Nhai quá xa, đi đi về về sẽ mất mấy ngày, dựa vào trận pháp dịch chuyển để rút ngắn khoảng cách có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chính là chú trọng hiệu quả. Á Hằng, được. Đợi các con ăn no, Thiên Vân để Bạch Dực và Lam Bích mỗi người mang một túi hoa tinh thể về phòng, để chúng tự cất trong phòng. Phần hoa tinh thể của tinh tước, cô trực tiếp đặt vào giường nhỏ của tinh tước, giống như đồ trang trí, đặt kín mít hai vòng quanh giường nhỏ. Xung quanh có chăn đệm chặn lại, khi ngủ cũng sẽ không bị cấn. Đặt xong hoa tinh thể của tinh tước, Thiên Vân quay người nhìn Mô Lộ Sen đang ngồi ăn đào bên kia. Mô Lộ Sen, cảm ơn anh. Cảm ơn anh ta đã tặng cô nhiều hoa tinh thể như vậy, còn cùng Hằng Sa và Bạch Dực đến vùng biển quên lãng. Có anh ta, người quen thuộc địa hình đi cùng hai cha con bọn họ, hành động thuận lợi hơn nhiều. Mô Lộ Sen khựng lại, có chút ngơ ngác không hiểu tại sao cô lại nói cảm ơn với anh ta. Anh ta nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bạch Dực sau khi cất phần hoa tinh thể của mình trở về, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mô Lộ Sen. Liên giải thích, mẹ của con là người rất lịch sự, mẹ cảm ơn anh đã tặng mẹ nhiều hoa tinh thể như vậy. Sau đó quay đầu nhìn Hằng Sa nói, anh là chồng, anh thu thập hoa tinh thể cho cô ấy là chuyện đương nhiên, không cần nói gì cả. Hằng Sa, anh không muốn nghe cô ấy nói cảm ơn. Hoàn toàn không muốn. Mô Lộ Sen hiểu ra, trong lòng có chút phức tạp khó tả. Bạch Dực nhìn anh ta như vậy bất lực thở dài, con cá này thực sự không biết cách tán tỉnh, dù chỉ dùng một chút tâm tư tán tỉnh con cái khác, thì mối quan hệ đã sớm có tiến triển rồi. Đối mặt với lời cảm ơn của Thiên Vân, Mô Lộ Sen chỉ mỉm cười đáp lại một tiếng, ừm. Sau đó không còn gì nữa. Bạch Dực nhỏ giọng lẩm bẩm, đừng nói là mẹ con không tin anh muốn theo đuổi cô ấy. Nhìn bộ dạng này của anh, con cũng thấy không giống. Mô Lộ Sen. Còn Thương Di và những con đực khác bên cạnh, dù có nhận ra điều gì đó, nhưng Mô Lộ Sen không chủ động, thì bọn họ nói gì được. Trực tiếp phớt lờ. Ngày mai Lôi Nhiên phải về Hải Chi Nhai, Thiên Vân mỉm cười đi chuẩn bị một ít đồ cho anh ta, mấy ống tre lớn đựng rất nhiều thứ. Có gạo, một số loại rau dễ bảo quản, còn có trái cây sấy khô. Thiên Vân bận rộn một hồi, sau khi chuẩn bị xong liền lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi. Khi Á Hằng lên lầu cũng đã tắm rửa sạch sẽ, cả người mang theo hơi nước lạnh lẽo. Thiên Vân đã dựa vào giường dọn dẹp cây trồng trong không gian, anh ta đi tới ngồi bên cạnh giường, nhìn cô nhẹ giọng hỏi, lần sau sinh con của Lôi Nhiên sao? Thiên Vân đóng không gian lại, ngẩng đầu nhìn anh ta. Á Hằng nhận ra mình hỏi không đúng,
liền giải thích, ý anh là, anh tưởng lần sau sẽ là con của Sườn. Thiên Vân đưa tay nắm lấy tay anh ta nói, mang thai trứng chim ưng thời gian ngắn, nên mang thai trứng chim ưng trước, sau đó mới là thỏ con. Vừa mới sinh hổ con xong, lại để em sinh thỏ con, cảm thấy rất mệt. Á Hằng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh ta cúi đầu lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm tay mình của cô. Anh ta không nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Thiên Vân đang đợi anh ta nói, tò mò không biết anh ta có hỏi khi nào sinh sư tử con hay không. Nhưng đợi một lúc, anh ta không hỏi gì cả, cứ im lặng như vậy. Sự im lặng này không phải là sự im lặng của tâm trạng tiêu cực, mà là sự bầu bạn yên tĩnh, tâm trạng của anh ta rất bình tĩnh. Anh ta dường như không quan tâm sau khi sinh thỏ con thì cô sẽ sinh con của ai. Thiên Vân đưa tay ôm anh ta, đầu tựa vào vai anh ta, dịu dàng nói, con rất đáng yêu, em rất thích, sau này sẽ đều có. Á Hằng cứng người, giây tiếp theo trong mắt lóe lên niềm vui. Anh ta nghiêng đầu áp sát vào mặt cô, giọng nói dịu dàng đáp lại, ừm. Thiên Vân cảm nhận được hơi ấm của anh ta, lặng lẽ cảm nhận một lúc. Cô tò mò hỏi, hôm nay huấn luyện mấy con sư tử con cảm thấy thế nào? Nói đến chuyện này, Á Hằng hơi cau mày. Cô lập tức nhận ra sự thay đổi tâm trạng của anh ta, ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi, có phải hôm nay lúc huấn luyện đã xảy ra chuyện gì không? Có liên quan đến Lam Bích không? Nếu là những sư tử con khác gây rối, anh ta sẽ không có phản ứng này. Nguyên nhân khiến anh ta cau mày, rất có thể là Lam Bích. Á Hằng nói, cũng không có gì, chỉ là trước đây Lam Bích chơi cùng các hổ con, lúc huấn luyện bị một số sư tử con cô lập. Những sư tử con đó không ảnh hưởng đến tâm trạng của Lam Bích, là anh tự cảm thấy khó chịu trong lòng. Tình huống này Thiên Vân đã dự đoán được, Lam Bích là sư tử nước ba đuôi, nhưng cậu bé không phải lớn lên từ nhỏ ở thành phố ba đuôi. Khi họ sống ở thành phố ba đuôi, cậu bé cũng không chơi với những sư tử con trong bộ lạc, bị những sư tử con đó cô lập cũng không lạ. Đối với những sư tử con đó, Lam Bích thực sự không hợp với nhóm của chúng. Thiên Vân nói, tâm trạng của Lam Bích khá ổn định, cậu bé đã thức tỉnh dị năng, cũng có thể biến thành hình người, lợi hại hơn đám sư tử con đó nhiều. Sự chênh lệch về thiên phú giữa bọn họ quá lớn, đã kéo dài khoảng cách giữa bọn họ. Những sư tử con đó nghĩ gì về Lam Bích cũng không quan trọng, sau này cũng chưa chắc đã chơi cùng nhau được. Lam Bích nhất định sẽ mạnh hơn bọn họ. Nghe cô nói, chút khó chịu trong lòng Á Hằng tiêu tan. Anh ta nói, con nhỏ đánh nhau là chuyện thường, Lam Bích lợi hại hơn bọn họ nên không chịu thiệt, chỉ là những sư tử con đó chưa thức tỉnh dị năng quá yếu. Nếu không đánh nhau nhiều với Lam Bích, sẽ có ích cho việc nâng cao năng lực chiến đấu của cậu bé. Thiên Vân khẽ cười. Vì Lam Bích phải che giấu việc mình đã thức tỉnh dị năng, nên khi đánh nhau với những sư tử con đó chỉ có thể sử dụng những kỹ năng cơ bản nhất. Không cắn xé thì cũng là dùng móng vuốt tấn công, lực tấn công có hạn. Nhưng số lượng sư tử con đó nhiều, mấy con cùng nhau vây công Lam Bích, dù không sử dụng dị năng thì cũng là một thử thách không nhỏ đối với cậu bé. Không sao, nếu chúng đánh nhau thì cứ để chúng đánh. Những sư tử con đó không thể gây ra thương tích chí mạng cho Lam Bích, đánh nhau vài lần sẽ biết Lam Bích không dễ chọc. Á Hằng nhìn cô bình tĩnh ung dung như vậy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nở nụ cười dịu dàng, hoàn toàn chiếm lấy tâm hồn anh ta. Anh ta nhìn cô say đắm, trong đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa tình yêu dành cho cô. Ánh mắt vừa kiềm chế vừa nồng nàn như vậy làm sao Thiên Vân không hiểu, cô đỏ mặt thầm than trong lòng, bạn đời nhiều chính là điểm không tốt này. Ban ngày thân mật với người này, tối thân mật với người khác, bận muốn chết, mệt muốn chết. Cũng rất tiêu hồn, hôm nay, lúc huấn luyện sư tử con anh đã phân tâm vài lần, trong lòng cứ nghĩ ngợi cảm thấy rất lo lắng, anh không ở bên cạnh em có buồn không? Có ghét anh không? Có phải lâu dần rồi sẽ quên mất anh không? Anh ta nhẹ giọng nói, giọng điệu cẩn thận khiến Thiên Vân sững sờ, trong lòng cũng rung động. Cô ngạc nhiên vì anh ta lại bất an như vậy, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Trong nhà này, Á Hằng và Thụy Lai là mới gia nhập, tình cảm của cô với hai người bọn họ không sâu đậm như những người bạn đời khác. Chủ yếu vẫn là thời gian ở bên nhau ít, trải qua ít chuyện cùng nhau. Giống như Thương Di và những người khác khi ra ngoài làm việc, căn bản sẽ không lo lắng sợ hãi khi không ở bên cạnh cô, liệu có bị thất sủng hay không. Tâm trạng bất an của Thụy Lai sau khi Mô Lộ Sen xuất hiện vẫn luôn dao động. Tâm trạng của Á Hằng ổn định hơn, giấu được cảm xúc, anh ta không giống như Thụy Lai. Sự thật chứng minh, trong lòng anh ta cũng bất an. Bọn họ biểu hiện tâm trạng bất an như vậy, khiến Thiên Vân cảm thấy áy náy, giống như cô quá tệ, không đủ quan tâm đến hai người bọn họ, khiến bọn họ không có cảm giác an toàn. Vậy thì phải làm sao? Dỗ dành thôi. Mô Lộ Sen, cảm ơn anh. Cảm ơn anh ấy đã tặng cô nhiều hoa tinh thể như vậy, còn cùng Hằng Sa và Bạch Dực đến vùng biển quên lãng. Có anh ấy, người quen thuộc địa hình đi cùng hai cha con họ, hành động thuận lợi hơn nhiều. Mô Lộ Sen khựng lại, có chút ngơ ngác không hiểu tại sao cô lại nói cảm ơn với anh ấy.
Anh ấy nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bạch Dực sau khi cất phần hoa tinh thể của mình trở về, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mô Lộ Sen, liền giải thích, mẹ của con là người rất lịch sự, mẹ cảm ơn anh đã tặng mẹ nhiều hoa tinh thể như vậy. Sau đó quay đầu nhìn Hằng Sa nói, anh là chồng, anh thu thập hoa tinh thể cho cô ấy là chuyện đương nhiên, không cần nói gì cả. Hằng Sa, anh không muốn nghe cô ấy nói cảm ơn. Hoàn toàn không muốn. Mô Lộ Sen hiểu ra, trong lòng có chút phức tạp khó tả. Bạch Dực nhìn anh ấy như vậy bất lực thở dài, con cá này thực sự không biết cách tán tỉnh, dù chỉ dùng một chút tâm tư tán tỉnh con cái khác thì mối quan hệ đã sớm có tiến triển rồi. Đối mặt với lời cảm ơn của Thiên Vân, Mô Lộ Sen chỉ mỉm cười đáp lại một tiếng, ừm. Sau đó không còn gì nữa. Bạch Dực nhỏ giọng lẩm bẩm, đừng nói là mẹ con không tin anh muốn theo đuổi cô ấy, nhìn bộ dạng này của anh, con cũng thấy không giống. Mô Lộ Sen, còn Thương Di và những con đực khác bên cạnh, dù có nhận ra điều gì đó, nhưng Mô Lộ Sen không chủ động, thì bọn họ nói gì được. Trực tiếp phớt lờ. Ngày mai Lôi Nhiên phải về Hải Chi Nhai, Thiên Vân mỉm cười đi chuẩn bị một ít đồ cho anh ấy, mấy ống tre lớn đựng rất nhiều thứ. Có gạo, một số loại rau dễ bảo quản, còn có trái cây sấy khô. Thiên Vân bận rộn một hồi, sau khi chuẩn bị xong liền lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi. Khi Á Hằng lên lầu cũng đã tắm rửa sạch sẽ, cả người mang theo hơi nước lạnh lẽo. Thiên Vân đã dựa vào giường dọn dẹp cây trồng trong không gian, anh ấy đi tới ngồi bên cạnh giường, nhìn cô nhẹ giọng hỏi, lần sau sinh con của Lôi Nhiên sao? Thiên Vân đóng không gian lại, ngẩng đầu nhìn anh ấy. Á Hằng nhận ra mình hỏi không đúng, liền giải thích, ý anh là, anh tưởng lần sau sẽ là con của Sườn. Thiên Vân đưa tay nắm lấy tay anh ấy nói, mang thai trứng chim ưng thời gian ngắn, nên mang thai trứng chim ưng trước, sau đó mới là thỏ con. Vừa mới sinh hổ con xong, lại để em sinh thỏ con, cảm thấy rất mệt. Á Hằng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh ấy cúi đầu lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm tay mình của cô. Anh ấy không nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Thiên Vân đang đợi anh ấy nói, tò mò không biết anh ấy có hỏi khi nào sinh sư tử con hay không. Nhưng đợi một lúc, anh ấy không hỏi gì cả, cứ im lặng như vậy. Sự im lặng này không phải là sự im lặng của tâm trạng tiêu cực, mà là sự bầu bạn yên tĩnh, tâm trạng của anh ấy rất bình tĩnh. Anh ấy dường như không quan tâm sau khi sinh thỏ con thì cô sẽ sinh con của ai. Thiên Vân đưa tay ôm anh ấy, đầu tựa vào vai anh ấy, dịu dàng nói, con rất đáng yêu, em rất thích, sau này sẽ đều có. Á Hằng cứng người, giây tiếp theo trong mắt lóe lên niềm vui. Anh ấy nghiêng đầu áp sát vào mặt cô, giọng nói dịu dàng đáp lại, ừm. Thiên Vân cảm nhận được hơi ấm của anh ấy, lặng lẽ cảm nhận một lúc. Cô tò mò hỏi, hôm nay huấn luyện mấy con sư tử con cảm thấy thế nào? Nói đến chuyện này, Á Hằng hơi cau mày. Cô lập tức nhận ra sự thay đổi tâm trạng của anh ấy, ngẩng đầu nhìn anh ấy hỏi, có phải hôm nay lúc huấn luyện đã xảy ra chuyện gì không? Có liên quan đến Lam Bích không? Nếu là những sư tử con khác gây rối, anh ấy sẽ không có phản ứng này. Nguyên nhân khiến anh ấy cau mày, rất có thể là Lam Bích. Á Hằng nói, cũng không có gì, chỉ là trước đây Lam Bích chơi cùng các hổ con, lúc huấn luyện bị một số sư tử con cô lập. Những sư tử con đó không ảnh hưởng đến tâm trạng của Lam Bích, là anh tự cảm thấy khó chịu trong lòng. Tình huống này Thiên Vân đã dự đoán được, Lam Bích là sư tử nước ba đuôi, nhưng cậu bé không phải lớn lên từ nhỏ ở thành phố ba đuôi. Khi họ sống ở thành phố ba đuôi, cậu bé cũng không chơi với những sư tử con trong bộ lạc, bị những sư tử con đó cô lập cũng không lạ. Đối với những sư tử con đó, Lam Bích thực sự không hợp với nhóm của chúng. Thiên Vân nói, tâm trạng của Lam Bích khá ổn định, cậu bé đã thức tỉnh dị năng, cũng có thể biến thành hình người, lợi hại hơn đám sư tử con đó nhiều. Sự chênh lệch về thiên phú giữa bọn họ quá lớn, đã kéo dài khoảng cách giữa bọn họ. Những sư tử con đó nghĩ gì về Lam Bích cũng không quan trọng, sau này cũng chưa chắc đã chơi cùng nhau được. Lam Bích nhất định sẽ mạnh hơn bọn họ. Nghe cô nói, chút khó chịu trong lòng Á Hằng tiêu tan. Anh ấy nói, con nhỏ đánh nhau là chuyện thường, Lam Bích lợi hại hơn bọn họ nên không chịu thiệt, chỉ là những sư tử con đó chưa thức tỉnh dị năng quá yếu. Nếu không đánh nhau nhiều với Lam Bích, sẽ có ích cho việc nâng cao năng lực chiến đấu của cậu bé. Thiên Vân khẽ cười. Vì Lam Bích phải che giấu việc mình đã thức tỉnh dị năng, nên khi đánh nhau với những sư tử con đó chỉ có thể sử dụng những kỹ năng cơ bản nhất. Không cắn xé thì cũng là dùng móng vuốt tấn công, lực tấn công có hạn. Nhưng số lượng sư tử con đó nhiều, mấy con cùng nhau vây công Lam Bích, dù không sử dụng dị năng thì cũng là một thử thách không nhỏ đối với cậu bé. Không sao, nếu chúng đánh nhau thì cứ để chúng đánh. Những sư tử con đó không thể gây ra thương tích chí mạng cho Lam Bích, đánh nhau vài lần sẽ biết Lam Bích không dễ chọc. Á Hằng nhìn cô bình tĩnh ung dung như vậy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nở nụ cười dịu dàng, hoàn toàn chiếm lấy tâm hồn anh ấy. Anh ấy nhìn cô say đắm,
trong đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa tình yêu dành cho cô. Ánh mắt vừa kiềm chế vừa nồng nàn như vậy làm sao Thiên Vân không hiểu, cô đỏ mặt thầm than trong lòng, bạn đời nhiều chính là điểm không tốt này. Ban ngày thân mật với người này, tối thân mật với người khác, bận muốn chết, mệt muốn chết. Cũng rất đê mê, hôm nay, lúc huấn luyện sư tử con anh đã phân tâm vài lần, trong lòng cứ nghĩ ngợi cảm thấy rất lo lắng, anh không ở bên cạnh em có buồn không? Có ghét anh không? Có phải lâu dần rồi sẽ quên mất anh không? Anh ấy nhẹ giọng nói, giọng điệu cẩn thận khiến Thiên Vân sững sờ, trong lòng cũng rung động. Cô ngạc nhiên vì anh ấy lại bất an như vậy, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Trong nhà này, Á Hằng và Thụy Lai là mới gia nhập, tình cảm của cô với hai người bọn họ không sâu đậm như những người bạn đời khác. Chủ yếu vẫn là thời gian ở bên nhau ít, trải qua ít chuyện cùng nhau. Giống như Thương Di và những người khác khi ra ngoài làm việc, căn bản sẽ không lo lắng sợ hãi khi không ở bên cạnh cô, liệu có bị thất sủng hay không. Tâm trạng bất an của Thụy Lai sau khi Mô Lộ Sen xuất hiện vẫn luôn dao động. Tâm trạng của Á Hằng ổn định hơn, giấu được cảm xúc, anh ấy không giống như Thụy Lai. Sự thật chứng minh, trong lòng anh ấy cũng bất an. Bọn họ biểu hiện tâm trạng bất an như vậy, khiến Thiên Vân cảm thấy áy náy, giống như cô quá tệ, không đủ quan tâm đến hai người bọn họ, khiến bọn họ không có cảm giác an toàn. Vậy thì phải làm sao? Dỗ dành thôi ngã. Thiên Vân dịu dàng nâng mặt Á Hằng lên, hôn lên đôi môi mím chặt của anh ấy. Á Hằng cứng người, nhìn cô chằm chằm, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cô nói, hình như là lỗi của em, khiến các anh bất an như vậy. Thụy Lai cũng vậy, Mô Lộ Sen cho em ăn sò điệp, anh ấy cũng ghen. Em biết các anh quan tâm em, cũng là vì tình cảm giữa chúng ta chưa đủ sâu đậm nên mới khiến các anh bất an như vậy. Em nên quan tâm đến hai người nhiều hơn, để các anh yên tâm hơn. Á Hằng hơi há miệng, cô hiểu hết mọi chuyện, cũng không ghét hành vi tranh giành tình cảm của Thụy Lai, cô đều hiểu. Nói cho em biết, em phải làm sao thì anh mới yên tâm, để anh yên tâm rằng dù chúng ta xa nhau bao lâu em cũng sẽ không lạnh nhạt với anh, hay coi anh là người có cũng được không có cũng được. Cô tiếp tục vuốt ve khuôn mặt anh ấy, giọng điệu có chút dỗ dành, đưa quyền lựa chọn cho anh ấy. Lúc này, chút bất an trong lòng Á Hằng ngay lập tức bị tình yêu và sự dịu dàng của cô lấp đầy. Anh ấy suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, vậy, hôn anh thêm cái nữa được không? Thiên Vân sững sờ, chỉ vậy thôi sao? Á Hằng gật đầu. Anh ấy nhìn cô trìu mến, nói, em là bạn đời của anh, em không làm gì sai cả. Sự bất an trong lòng anh là do anh không ở bên cạnh em, trong lòng nhớ em. Thiên Thiên, có sự quan tâm của em là đủ rồi, chỉ cần em vui vẻ, khỏe mạnh, anh sẽ yên tâm. Thỉnh thoảng em ôm anh, hôn anh như bây giờ là đủ rồi. Ôm hôn căn bản không tính là gì, anh ấy phó thác tình cảm mà không hề giấu giếm, lại dễ thỏa mãn như vậy, không hề có bất kỳ yêu cầu nào. Làm sao Thiên Vân không cảm động? Cô cũng đáp ứng yêu cầu của anh ấy, hôn anh ấy mấy cái, từ nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng cho đến nụ hôn cuồng nhiệt khi được anh ấy đáp lại. Nếu Lôi Nhiên là lá chắn kiên cường vững chắc phía sau, thì Á Hằng chính là thanh kiếm sắc bén cứng rắn trên con đường phía trước, bọn họ dùng cách của riêng mình yêu cô. Hồ Con đang ngủ bên cạnh giường nheo mắt nhìn không khí, vài giây sau đồng tử mở to, cậu bé dùng hết sức lực, giải phóng dị năng vèo một cái bay xuống lầu. Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi môi trường không thích hợp cho trẻ em này, Á Hằng liếc nhìn con nhỏ lặng lẽ xuống lầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Bây giờ, trong không gian ấm áp này chỉ còn anh ấy và Thiên Vân. Anh ấy chủ động áp sát vào cô, ôm cô, hôn cô, cuồng nhiệt khơi dậy tất cả cảm xúc trong cơ thể cô ngã. Sau khi mây mưa tan đi, chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là hỏi vào không khí một câu, ban ngày là Lôi Nhiên, ban đêm là Á Hằng, liệu em có mang thai con của Á Hằng không? Hệ thống, đùa gì vậy? Đừng nghi ngờ năng lực của hệ thống. Đương nhiên, cô cũng đừng nghĩ đến việc kích thích như vậy. Thời gian mang thai trứng chim ưng và sư tử con không giống nhau. Nếu thực sự mang thai cả hai thì tình hình sẽ rất phức tạp. Ta không thể để tình huống đó xảy ra. Vì cơ thể cô đã tiếp nhận tinh trùng của Lôi Nhiên, dù trời sập xuống cũng sẽ không tiếp nhận tinh trùng của con được khác nữa, càng không thể xuất hiện tình trạng một thai hai chủng tộc. Bây giờ cơ thể cô là nơi mang thai trứng chim ưng, sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống nào không nên xuất hiện. Thiên Vân hiểu ra, sau đó cô lại hỏi, ngươi cũng có thể kiểm soát tình trạng thụ thai của cơ thể ta, nếu lần này sinh xong. Cơ thể hồi phục rồi em muốn chơi một thời gian rồi mới sinh thỏ con, ngươi có thể can thiệp để cơ thể ta ở trạng thái tránh thai không? Hệ thống im lặng. Ở bên nhau lâu như vậy, Thiên Vân biết mỗi lần hệ thống im lặng là đang trốn tránh, đang từ chối, cô cũng không nói gì, quay đầu nhìn Á Hằng đang nằm bên cạnh lặng lẽ nghe cô tự nói chuyện. Cô mỉm cười với Á Hằng, giây tiếp theo, giọng nói của hệ thống vang lên bên tai. Nếu cô cảm thấy những con đực nhà cô vì đề phòng cô mang thai mà kiềm chế,
chơi không hứng, cô có thể nói thẳng. Nụ cười trên mặt Thiên Vân cứng đờ. Tuy nhiên, ý chính cũng không phải là muốn chơi cho đã à. Cô cau mày có chút bực bội hỏi, ngươi chỉ nói một câu, có thể làm được hay không? Có thể, khi nào cần thì cứ nói. Vậy là được rồi. Trong lòng cô không nhịn được mắng một câu, hệ thống chết tiệt, còn cố tình trêu chọc cô một câu. Á Hằng nhìn cô lúc cười lúc biến sắc, ánh mắt cương chiều. Anh ta cũng không dám nói, rốt cuộc là Thiên Thiên nhà bọn họ quá lợi hại, hay là vị thần hệ thống kia quá nhát gan, nghe cô nói chuyện hoàn toàn bị cô nắm trong lòng bàn tay. Giọng điệu đó hoàn toàn không phải là thái độ mà một tín đồ nên có khi nói chuyện với thần. Nghĩ đến việc vị thần hệ thống kia chỉ có một tín đồ là Thiên Vân cũng không đưa ra yêu cầu vô lý gì, cách hai người bọn họ hình như cũng không có vấn đề gì. Bình thường Thiên Vân cũng sẽ dùng năng lượng cung phụng thần hệ thống, không phải là thần hệ thống đơn phương trả giá bảo vệ. Thật là, Thiên Vân lẩm bẩm một tiếng với giọng điệu ngái ngủ, mềm nhũn dựa vào người Á Hằng. Anh ta đưa tay âu yếm xoa đầu cô. Người không có sức, em muốn tìm Sloan. Cảm nhận được sự mệt mỏi quá mức của cơ thể, cô lại nói thêm một câu. Cảm giác này không phải là cảm giác sau khi hoan lạc quá độ, chiều hôm qua sau khi ngủ dậy cơ thể đã có cảm giác mệt mỏi này. Chắc là phản ứng của cơ thể sau khi mang thai trứng chim ưng. Đến nhanh quá vậy. Á Hằng nói, được, anh đi tìm Sườn. Anh ta nhẹ nhàng đặt Thiên Vân sang một bên, kéo chăn đắp cho cô. Á Hằng xuống lầu tìm Sườn, rất nhanh Sườn đã lên lầu. Chú thỏ lớn dịu dàng mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, ngồi bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Sloan vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra một lượt, cuối cùng nhẹ nhàng di chuyển tay xuống nắm lấy tay cô. Không có vấn đề gì, em cảm thấy người mệt mỏi là do cơ thể em quá nhạy cảm, giống như lúc mang thai hổ con vậy, chúng ta còn chưa cảm nhận được, cơ thể em đã có phản ứng trước rồi. Tinh thạch, hoa tinh thể, những thứ có năng lượng đều phải bắt đầu sắp xếp rồi. Em đã có năng lực thôn phệ, con có thể nhận được nhiều năng lượng hơn, sẽ phát triển nhanh hơn. Lần mang thai này thời gian sẽ ngắn hơn dự kiến. Thiên Thiên, cơ thể em phải chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Vân gật đầu, có chút làm nũng đưa tay ôm Sloan. Thỏ lớn, bế em đi rửa mặt ngã. Thỏ lớn ngượng ngùng mỉm cười, bế cô đi rửa mặt. Thiên Vân rửa mặt xong cùng Sloan xuống lầu, liền thấy Bạch Dực và Tinh Tước đang đánh nhau bên dưới. Rắn nhỏ quấn quanh hổ con lăn lộn trên mặt đất. Các con đực đều đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người bọn họ vật lộn một cách độc đáo. Hai ông bố càng bình tĩnh nhìn. Thiên Vân ban đầu sững sờ, sau đó nhìn thấy hai đứa nhỏ không giải phóng dị năng, cũng không há miệng cắn, chỉ quấn lấy nhau lăn lộn, hoàn toàn là đang chơi đùa. Thân thiện so tài sao? Cô nhất thời không phân biệt được là Bạch Dực quấn lấy Tinh Tước lăn lộn, hay là Tinh Tước đang lăn lộn cùng Bạch Dực. Lôi Nhiên thấy cô xuống lầu, nhanh chóng bước đến bên cạnh cô, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Thiên Vân mỉm cười nói, không sao, chỉ là cơ thể nhạy cảm, có chút mệt mỏi. Mà này, năng lượng của hoa tinh thể phải thôn phệ như thế nào? Cô lấy một đóa hoa tinh thể từ trong không gian ra tò mò hỏi. Lôi Nhiên lấy đóa hoa tinh thể trong tay cô, nhẹ nhàng giải phóng dị năng kích thích trong lòng bàn tay, cả đóa hoa tinh thể ngay lập tức hóa thành năng lượng giải phóng ra ngoài. Anh ta nắm lấy năng lượng đó đưa vào miệng cô. Vừa vào cổ họng là cảm giác ấm áp quen thuộc, giống như cảm giác hấp thụ năng lượng tinh thạch. Năng lượng lan tỏa khắp cơ thể cô, từ từ nuôi dưỡng cơ thể cô. Hấp thụ như vậy mới có thể được cơ thể cô hấp thụ. Hàng Sa chậm rãi nói, Thiên Thiên, cơ thể em thành thật nhất, cần năng lượng sẽ mệt mỏi, hấp thụ nhiều hoa tinh thể vào, đợi mấy đứa nhỏ đánh nhau xong, anh dẫn Bạch Dực đi thu thập hoa tinh thể. Thiên Vân không thể phản bác. Bình thường cơ bản không có vấn đề gì, chỉ là khi mang thai nhất định sẽ mệt mỏi. Đối với cô, cảm giác mệt mỏi này chính là phản ứng thai nghén. Đối với thú nhân mà nói chính là cơ thể cần năng lượng, cần bổ sung. Cả hai đều không có vấn đề gì. Từ lúc thụ thai thành công, con sẽ phát triển rất nhanh, nếu cơ thể con cái không thích ứng được sẽ xuất hiện phản ứng khó chịu. Không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần bổ sung năng lượng là được. Dù sao bây giờ cũng là lần mang thai thứ 3 rồi, cũng có chút kinh nghiệm, phản ứng của mọi người đều khá bình tĩnh. Bây giờ thứ không thiếu nhất trong nhà chính là hoa tinh thể, năng lượng này có thể hấp thụ thoải mái. Lôi Nhiên ôm Thiên Vân, mấy lần muốn nói lại thôi. Thiên Vân nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh ta, cúi đầu lẩm bẩm, em không sao. Không phải là do các anh hành hạ sao? Lôi Nhiên, Á Hằng, hai tên tội phạm câm nín. Thương Di và Hằng Sa liếc nhìn bọn họ. Sloan và Thụy Lai nở nụ cười khó hiểu. Bạch Dực và Tinh Tước đang bận đánh nhau không để ý. Tinh Hà tự ngủ, chỉ có Lam Bích bất lực nhún vai. Cậu bé hỏi, khi nào chúng ta đi huấn luyện? Vừa nãy Kỳ Đạt đến gọi rồi. Thiên Vân lập tức hoàn hồn, đưa những thứ đã chuẩn bị trước đó cho bọn họ, giục bọn họ nhanh chóng đi. Có quà cho Lôi Nhiên mang đến Hải Chi Nhai. Một ít thức ăn cho Á Hằng và Lam Bích hôm nay, cô còn cho thêm một ít thịt khô,
để Lambic chia cho những sư tử con cùng huấn luyện, hòa hoãn mối quan hệ. Không phải tất cả sư tử con đều bài xích cậu bé. Vẫn cần có giao tiếp xã hội cần thiết. Lôi Nhiên biến thành hình thú, lưu luyến nhìn Thiên Vân, lần rời đi này có thể phải xa nhau mấy ngày, anh ta còn muốn nói lời tạm biệt thêm vài câu. Nhưng Á Hằng đã trực tiếp mở một trận pháp dịch chuyển đưa anh ta và Lambic đi. Hành động dứt khoát lưu loát. Thiên Vân vừa khóc vừa cười, đôi khi thật khó đánh giá. Á Hằng luôn đến và đi nhanh chóng, Lôi Nhiên bình thường cũng không quá mè nheo, nhưng bây giờ xác nhận cô đã mang thai con của anh ta lại bắt đầu mè nheo. Đại Bàng chắc chắn đang rất buồn bực. Sự thật chứng minh, sau khi dịch chuyển đến bãi huấn luyện của sư tử con, Đại Bàng lạnh lùng trực tiếp ném một quả cầu sấm sét vào Á Hằng để thể hiện sự bất mãn trong lòng. Á Hằng giơ tay đỡ đòn tấn công, có chút khó hiểu. Lôi Nhiên cũng không nói gì, đi về phía Kỳ Đạt ở xa, sử dụng trận pháp dịch chuyển mà anh ta đã thiết lập để đến Hải Chi Nhai. Ở nhà, sau khi hai đứa nhỏ chơi đùa đủ rồi, Bạch Dực bị Hằng Sa xách ra ngoài hoạt động. Tinh Tước Long Hổ dựng đứng, rất bực bội gầm gừ với Thương Di. Thương Di mặt không đổi sắc nhìn cậu bé nói, giận anh làm gì, tự mình không đánh nghiêm túc còn dám gầm gừ với anh. Anh đã đánh nhau với rắn lớn mấy lần rồi, lần nào cũng dẫn dụ hung thú đến, vẫn chưa phân thắng bại. Lần sau lên đất liền con nghiêm túc giải phóng dị năng đánh một trận, xem có thể dẫn dụ hung thú gần đó đến không. Tích trữ thịt hung thú cho mẹ con, cô ấy thích ăn thịt đó nhất. Chủ đề chuyển sang Thiên Vân, cơn giận của Tinh Tước ngay lập tức giảm đi không ít. Cậu bé hừ hừ đáp lại, sau đó chạy về phía Thiên Vân. Nhìn thấy hổ con chạy đến nhanh nhẹn hơn hôm qua, Thiên Vân đầy yêu thương, ngồi xổm xuống chờ cậu bé chạy đến trước mặt mình. Hổ con chạy đến trước mặt cô, ngồi phịch xuống đất, kêu lên một tiếng với cô. Giọng nói đó hoàn toàn khác với giọng gầm gừ với Thương Di vừa nãy. Hổ lớn đã sớm khinh thường liếc xéo một cái. Thiên Vân vui mừng nhìn Tinh Tước nói, lại đây, để mẹ xem móng vuốt nhỏ nào. Tinh Tước lập tức giơ một móng vuốt cho cô. Cô đưa tay nắm lấy, hổ nhỏ móng lớn, mũm mĩm thật đáng yêu. Thiên Vân yêu thích không buông tay sờ một lúc lâu. Hôm nay lại đánh nhau với anh trai, chơi đùa thôi, đừng thực sự làm anh trai bị thương. Tinh Tước, Thiên Vân dịu dàng nâng đầu nhỏ lên, ghé vào tai cậu bé nhỏ giọng hỏi, con có di truyền từ mẹ không? Tinh Tước ánh mắt lóe lên, Một câu trả lời liên hoàn, câu trả lời này khiến cô hoàn toàn yên tâm. Bạch Dực có di truyền của con người, cậu bé sẽ không làm hại Tinh Tước. Bây giờ xác nhận Tinh Tước cũng có di truyền của con người, tình cảm anh em sẽ không khiến bọn họ làm hại lẫn nhau. Trận đánh nhau vừa nãy hoàn toàn là chơi đùa. Thiên Vân nhẹ nhàng vuốt lại bộ lông xù lên của Tinh Tước, chỉnh sửa cậu bé thật đáng yêu. Sữa hơi căng, lại đây uống vài ngụm nhé. Tinh Tước đáp lại, biến thành hình người. Thiên Vân bế cậu bé ngồi vào ghế cho bú. Lúc cô cho bú, Sườn đang đút cô ăn cơm bên cạnh, cô đột nhiên chú ý đến Thụy Lai đang dựa vào cửa hang nhìn ra ngoài. Cô trêu chọc một câu, Thụy Lai, cảnh sắc bên ngoài đẹp như vậy sao? Thụy Lai quay đầu nhìn cô, mỉm cười nhạt, khá đẹp, dưới đầm nước có một người cá màu hồng, anh sợ anh ta lên đây câu dẫn em. Anh ở đây canh chừng. Thiên Vân có chút bất ngờ, vừa nãy em cũng không để ý, lúc Hằng Sa và Bạch Dực ra ngoài, Mô Lộ Sen không đi cùng sao? Thụy Lai, không, sáng sớm tỉnh dậy đã ngâm mình dưới đó, không lên đây, hình như tâm trạng không tốt lắm. Chúng ta không bắt nạt anh ta. Thiên Vân đương nhiên tin rằng bọn họ sẽ không bắt nạt Mô Lộ Sen. Mô Lộ Sen cũng không phải là con cá dễ bị bắt nạt. Tối qua lúc ăn cơm tâm trạng của Mô Lộ Sen không phải rất bình thường sao? Cá hồng đột nhiên tâm trạng sa sút chắc chắn có nguyên nhân, cô âm thầm ghi nhớ, đợi ăn cơm xong sẽ xuống xem sao. Tinh Tước sau khi bú no sữa, biến thành hình thú nằm sấp bên cạnh Thiên Vân ngủ gà ngủ gật. Cô được Slend đút ăn gần xong rồi, lại ăn thêm một ít thức ăn. Sau khi ăn no liền lấy một giỏ đào từ trong không gian ra, chuẩn bị xuống lầu. Em xuống xem Mô Lộ Sen thế nào, cô nói. Thương Di và Slend đều không có phản ứng gì lớn, chỉ đáp lại một tiếng. Khi Thiên Vân đi đến cửa hang, Thụy Lai đang đứng canh ở đây nhìn cô với ánh mắt u oán. Anh canh ở đây, chính là sợ anh ta lên đây lúc em đang cho con bú. Cô mỉm cười nhón chân lên, hôn lên mặt anh ta một cái, dịu dàng nói, cảm ơn Thụy Lai, sư tử lớn của em là tốt nhất ngã. Thụy Lai bị hôn đến thần hồn điên đảo, ôm cô xuống lầu. Thiên Thiên, anh đi cùng em xem con cá đó ngã. Thiên Vân mỉm cười, tâm trạng nhỏ của sư tử lớn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trên bậc thang gần đầm nước, Mô Lộ Sen đang ngồi đó, nửa cái đuôi ngâm trong nước, không hề nhúc nhích. Anh ta cúi đầu, khí chất cả người rất u ám. Nhìn tình hình này, Thiên Vân cảm thấy có chút nghiêm trọng. Mô Lộ Sen, cô gọi. Thụy Lai dừng bước giữa chừng, tùy ý dựa vào lan can, nghịch ngợm một dòng nước nhỏ trong tay. Mô Lộ Sen nghe thấy giọng cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười với cô. Nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi,
khóe miệng cong lên hình trăng khuyết đẹp mắt. Nhìn thấy nụ cười như thường ngày của anh ta, nào còn thấy dáng vẻ buồn bã nữa. Thiên Vân đặt giỏ đào trong tay bên cạnh anh ta, chú ý đến vẻ mặt của anh ta, hỏi, sao anh lại ngồi đây bất động vậy, cũng không lên ăn cơm. Sao vậy? Mô Lộ Sen có chút ngượng ngùng, anh ta cúi đầu nhìn cái đuôi hơi tê cứng của mình nói, Bạch Dực chê anh, tấn công anh một cái, dùng dị năng kết hợp với nọc độc đánh vào đuôi anh không cử động được. Thiên Vân kinh ngạc, đứa nhỏ Bạch Dực làm sao? Nhóc con này, thật sự làm ra được chuyện đó. Cô lo lắng cúi đầu xuống xem xét cái đuôi lớn màu hồng đó, cách mặt nước cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh phả vào mặt. Nhìn thấy trên đuôi không có vết thương, cũng không có dấu hiệu bị nhiễm độc chuyển sang màu xanh lục. Nhưng cô biết rõ nọc độc của Bạch Dực, loại độc đó sẽ không gây chết người, chỉ khiến cơ thể tê liệt. Chỉ cần bị liếm một cái thôi cũng rất lợi hại, huống chi là kết hợp với hàn khí để tấn công, có thể tưởng tượng được sức sát thương mạnh đến mức nào. Dị năng hệ băng của Bạch Dực là dựa vào hàn khí để tấn công, lực lượng đó có thể lặng lẽ xuyên qua da thịt đi vào nội tạng, tấn công cơ thể và xương cốt. Lúc trước Thụy Lai chính là bị đánh một cái, xương vai ngay lập tức bị đóng băng vỡ vụn. Sơn, Thiên Vân rất lo lắng, gọi lên trên. Sơn nghe thấy liền xuống xem xét. Trong lúc Sơn kiểm tra cho Mô Lộ Sen, Thiên Vân đứng bên cạnh lo lắng không yên. Nếu Mô Lộ Sen bị đông cứng đến mức bị thương, cô cũng không đền nổi. Trên thế giới này chỉ có một con cá hồng này thôi. Vật hiếm thì quý, giống loài này quý giá và hiếm có biết bao. Còn về nguyên nhân Bạch Dực ra tay, cô đại khái có thể đoán được là chuyện gì. Sơn kiểm tra một chút rồi nói, Bạch Dực tấn công không mạnh lắm, đuôi cá không có vấn đề gì, chỉ là bị đông cứng, cộng thêm tác dụng của nọc độc khiến đuôi cá bị tê liệt. Tác dụng của hàn khí kết hợp với nọc độc khiến đuôi của Mô Lộ Sen không thể cử động được. Anh ta nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ hồi phục. Thiên Thiên nếu em lo lắng, có thể đặt Mô Lộ Sen vào nồi nấu một chút, như vậy sẽ giúp đuôi cá của anh ta hồi phục nhanh hơn. Nấu một chút. Thiên Vân ngạc nhiên. Cảm giác này thật kỳ lạ. Cô nhìn Mô Lộ Sen lặng lẽ hỏi, có muốn đặt anh vào nồi nấu một chút không? Mô Lộ Sen nhếch mép nói, không cần đâu, anh sợ các em nấu chín anh mất. Thiên Vân, vấn đề là, Hàng Sa không có ở nhà, nếu không dựa vào dị năng hệ hỏa của anh ta có thể giúp con cá này xua tan hàn khí. Lam Bích cũng có dị năng hệ hỏa, cũng không có ở nhà, vậy thì không còn cách nào khác, muốn sưởi ấm chỉ có thể dựa vào lửa đốt củi. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức quay người lên lầu. Thiên Thiên, em đi chậm thôi, Sơn lo lắng nhắc nhở. Thiên Vân đáp lại, giơ tay lên, Thụy Lai đưa tay ra nắm chặt tay cô, dắt tay cô cùng lên lầu. Ăn ý tuyệt đối. Thiên Vân trở về phòng ngủ, bắt ba dị linh lửa trên tường đưa cho Mô Lộ Sen. Mô Lộ Sen nhìn bàn tay trắng nõn xinh đẹp đang cầm ba dị linh lửa đưa đến trước mặt mình, anh ta sững sờ. Cô mỉm cười nói, đây là dị linh lửa của Hàng Sa, trong nhà có chút năng lượng, chỉ có chúng là có thể sưởi ấm. Trên lầu em còn rất nhiều, mấy con này anh cứ cầm chơi trước đi. Em nghĩ chắc có thể giúp đuôi của anh thoải mái hơn một chút. Mô Lộ Sen ánh mắt hơi lóe lên, anh ta do dự một chút, đưa tay nhận lấy. Nhưng dị linh lửa lại hơi nghịch ngợm trong lòng bàn tay anh ta, chen lấn nhau bài xích sự chạm vào của anh ta. Mô Lộ Sen đặt dị linh lửa xuống đất, sau đó có chút vụng về kéo đuôi mình từ đầm nước lên, vây quanh dị linh để sưởi ấm. Thấy vậy Thiên Vân mới yên tâm hơn một chút. Mô Lộ Sen dựa lưng vào vách đá, hơi ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh. Thiên Vân nhìn thấy ánh mắt của anh ta liền mỉm cười, em còn tưởng anh bị làm sao, không ngờ là bị Bạch Dực đông cứng, sao anh không gọi chúng em. Mô Lộ Sen, anh muốn xác nhận xem anh cần bao lâu mới có thể hồi phục. Thiên phú hệ băng của Bạch Dực rất cao. Thụy Lai trêu chọc một câu, anh chắc chắn không phải là vì bị Bạch Dực đông cứng mà cảm thấy mất mặt, không dám để chúng ta biết chứ. Mô Lộ Sen thản nhiên nói, không có gì phải mất mặt cả, thiên phú của Bạch Dực rất cao, đợi cậu bé lớn lên, thực lực của cậu bé nhất định sẽ vượt qua chúng ta. Hãy nuôi dạy cậu bé cho tốt, sau này cậu bé sẽ rất ưu tú. Lời đánh giá nghiêm túc như vậy khiến Thụy Lai cũng không còn hứng thú trêu chọc anh ta nữa. Thiên Vân nhìn vẻ mặt cười mà không nói gì của Thụy Lai, mím môi mỉm cười. Anh lên lấy chút đồ ăn, Sơn lên lầu lấy đồ ăn cho Mô Lộ Sen. Đuôi không cử động được, con cá này cứ ngồi đây, không lên ăn cơm. Sơn lấy thịt bò mà Mô Lộ Sen thích ăn nhất, còn có một ít rau. Có một phần thịt bò cho thêm ớt, anh thử xem có ăn được cay không. Sơn ngồi xổm bên cạnh, mong đợi nhìn Mô Lộ Sen, chỉ vào phần thịt bò cay. Mô Lộ Sen nhìn hai phần thịt bò cay này có thể nhìn thấy rõ ràng một số chấm đỏ của cây ớt, ngửi mùi cũng khác. Anh ta không nói gì, nếm thử một miếng, vị cay rất nhẹ, mức độ cay này không quá kích thích, nằm trong phạm vi anh ta có thể chịu đựng được. Thực ra trước đây Lam Bích đã cho anh ta ăn thịt nướng tẩm ớt bột, anh ta đã trải nghiệm qua vị cay của ớt rồi.
Nhưng mà, thịt khác nhau, cảm giác sau khi thêm ớt cũng khác nhau. Mô Lộ Sen ăn mấy miếng, không thấy khó chịu, anh ta gật đầu hài lòng với Sơn, tỏ vẻ mình không có vấn đề gì với việc ăn cay. Ăn thịt của nhiều loài động vật trên cạn như vậy, anh ta vẫn thích thịt bò nhất. Thấy anh ta có thể ăn, Sơn cười rất vui vẻ, quá tốt rồi, lần sau anh có thể cùng chúng ta ăn cay rồi. Mô Lộ Sen, được thôi, rất ngon. Sơn vui vẻ đứng dậy, nhìn Thụy Lai chia sẻ niềm vui, anh ấy có thể ăn cay. Thụy Lai cười nói, vậy thì tốt quá. Giây tiếp theo, quay đầu nhìn Thiên Vân, ánh mắt u oán. Thiên Vân không nhịn được cười, cô nắm lấy đuôi sư tử của anh ta nói, em không ăn cay. Mô Lộ Sen lập tức cảm thấy thịt trong miệng không còn thơm nữa, rốt cuộc anh ta có nên ăn cay hay không. Lúc này Sơn lại tủi thân. Hai người bọn họ đứng bên cạnh Thiên Vân, một trái một phải, ngay lập tức khiến cô cảm thấy áp lực. Thiên Vân cắn răng, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay lấy một miếng thịt bò từ bát của Mô Lộ Sen. Mô Lộ Sen không chút do dự đổi bát thịt bò không cay cho cô, cùng ăn với cô. Hai người lên lầu đi, em chơi với Mô Lộ Sen một lát. Trà thỏ trà sư tử, hai người cùng nhau làm nũng, cô đau đầu quá. Bình thường khi hai người bọn họ đối đầu nhau, luôn có một người hơi lùi bước để kết thúc cuộc đối đầu. Bây giờ tình hình này rõ ràng là muốn đối đầu đến cùng. Vẫn là ăn no rừng mỡ. Thiên Vân vừa nói xong, hai người bọn họ vô cùng tổn thương. Sơn bĩu môi nói nhỏ, anh biết rồi, anh lên lầu chăm sóc con, có việc gì thì gọi anh. Thiên Vân đáp lại một tiếng. Còn Thụy Lai thì trong lòng khó chịu không nói nên lời, anh ta không có con để chăm sóc, không có việc gì làm sao. Vậy hai người chơi đi, anh đi bóc vỏ lúa. Anh ta tao nhã vuốt tóc dài, xoay người lên lầu. Không có con nhỏ để chăm sóc, anh ta vẫn có thể bóc vỏ lúa. Anh ta cũng có việc để làm. Hai người bọn họ đều lên lầu, bên dưới chỉ còn lại Thiên Vân và Mô Lộ Sen. Anh ta mỉm cười hỏi, bình thường hai người bọn họ đều tranh giành tình cảm như vậy sao? Thiên Vân nói, cũng bình thường, cãi nhau ầm ĩ đều có chừng mực, sẽ không làm loạn, chỉ là đùa giỡn thôi. Bây giờ đuôi của anh cảm thấy thế nào rồi? Mô Lộ Sen cử động đuôi, ra hiệu đã đỡ hơn nhiều rồi. Thấy đuôi cá có thể cử động, Thiên Vân hoàn toàn yên tâm. Sau khi ăn xong miếng thịt bò trong tay, cô không ăn nữa, vừa nãy đã ăn no rồi, cô cũng không thực sự thèm thịt bò. Hoàn toàn là để tránh ngồi bên cạnh Mô Lộ Sen có chút ngại ngùng, nên mới lấy một miếng thịt ăn, giả vờ như cô muốn ăn thịt bò cùng anh ta. Không muốn ăn nữa sao? Thấy cô không ăn nữa, Mô Lộ Sen thăm dò hỏi. Thiên Vân mỉm cười nói, em ăn no rồi, anh ăn đi, ăn nhiều một chút. Anh ta cũng không nói gì nữa, cúi đầu từ từ ăn. Cô nhân cơ hội ngồi xuống bậc thang nhìn anh ta nói, sau này nếu có chuyện gì thì phải nói ra. Mô Lộ Sen không nhịn được cong môi, nhẹ giọng nói, dù anh không nói em cũng nhận ra, em còn tưởng anh tâm trạng không tốt nên đến bầu bạn với anh. Thiên Thiên, anh rất vui. Thì ra được quan tâm là cảm giác như thế này. Lời này khiến Thiên Vân chua xót trong lòng, cô không nhịn được đưa tay lên xoa đầu anh ta. Mái tóc mềm mại tự nhiên, màu hồng tuyệt đẹp, màu sắc này, cảm giác này, tốt đến mức có chút quá đáng. Mô Lộ Sen cứng người, ngẩng đầu nhìn cô. Thiên Vân đột nhiên hoàn hồn, đỏ mặt ngại ngùng rụt tay lại. Thấy cô đỏ mặt ngại ngùng, Mô Lộ Sen thở phào nhẹ nhõm, anh ta đưa tay kéo tay cô đặt lên đầu mình, mặc cho cô sờ, còn mình thì cúi đầu không nhìn cô. Thiên Thiên, đừng coi anh là con nít, anh là con được trưởng thành rồi. Anh ta vừa ăn thịt bò vừa thản nhiên nói. Trong lòng anh ta, cô đỏ mặt, chính là không coi anh ta là con nít. Không có con cái nào đỏ mặt với con nít. Thiên Vân cảm nhận cảm giác từ mái tóc màu hồng dưới lòng bàn tay, đầu ngón tay khẽ cử động. Sự đến gần của anh ta, sự ngoan ngoãn cúi đầu của anh ta đối với cô đều khiến cô cảm động không nói nên lời. Tuy lúc đầu Mô Lộ Sen chơi rất thân với Bạch Dực, coi cậu bé như con trai của bạn mình. Nhưng một con cá lớn như vậy, cảm giác của cô đối với anh ta không phải là cảm giác của người lớn đối với trẻ nhỏ. Chỉ là anh ta không chủ động đến gần, cô cũng không chủ động tiếp cận, xa cách lẫn nhau. Mô Lộ Sen, em không coi anh là con nít, chỉ là em không biết nên với anh như thế nào. Thiên Vân đầy thương xót, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự bất lực. Hoàn cảnh của anh khiến em rất đau lòng, em hơi sợ anh sẽ nghĩ em đang thương hại anh sẽ không thích người khác có cảm xúc như vậy với anh cũng không cần. Mô Lộ Sen đặt bát xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình của Thiên Vân. Từ trước đến nay anh không thích những thú nhân khác thương hại anh, chế giễu anh, cũng không thích bọn họ dùng ánh mắt nhìn vật lạ nhìn anh. Chỉ cần nhìn vào mắt bọn họ, anh sẽ biết bọn họ nghĩ gì về anh. Em thì không, chỉ có em là không, em sẽ không cảm thấy anh kỳ lạ, ngược lại còn thấy anh rất đẹp. Thiên Thiên, em có biết ánh mắt đó của em khiến anh rung động đến mức nào không? Anh ta từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh,
dạt dào cảm xúc dành cho cô. Thiên Thiên, anh đối với em, anh không dám, anh rất sợ, anh không biết phải làm sao. Sự bối rối của anh ta thể hiện rõ ràng, sự sợ hãi, sự bất an của anh ta, Thiên Vân đều nhìn thấy. Thậm chí còn cảm nhận được bàn tay anh ta nắm lấy tay cô, muốn nắm chặt nhưng lại do dự buông ra, nắm chặt rồi lại buông ra, mâu thuẫn không ngừng. Sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh của Mô Lộ Sen, muốn hiểu anh ta cũng không khó. Những gì anh ta trải qua khiến anh ta trở nên rất phức tạp, nhưng anh ta lại rất dễ hiểu. Cô hiểu rõ sự lùi bước và mâu thuẫn trong lòng anh ta là gì. Thiên Vân nắm lấy tay anh ta, giọng nói dịu dàng an ủi. Thực ra Bạch Dực đã nói rất rõ ràng, bất cứ chuyện gì anh cũng phải dũng cảm bước ra thử, mới biết kết quả là gì. Bất kể kết quả cuối cùng là gì, anh đã làm, anh đã cố gắng, dù kết quả không như anh mong muốn, anh cũng sẽ không hối hận. Anh đã cố gắng mà không có được, và anh không cố gắng là hai chuyện khác nhau. Trường hợp trước anh sẽ rất tiếc nuối, nhưng không hối hận. Trường hợp sau anh không chỉ tiếc nuối mà còn hối hận vì lúc đó mình đã không cố gắng. Em đang nói đến bất cứ chuyện gì. Mô Lộ Sen, trên đất liền có thể không có người anh quan tâm, có điều anh mong muốn, nhưng em tin rằng trong khả năng của mình. Anh hãy lên bờ hoạt động, anh sẽ phát hiện ra phong cảnh trên đất liền khác với phong cảnh dưới biển, có vẻ đẹp độc đáo riêng. Đừng tự giam mình trong vùng biển này, em cảm thấy anh không yêu vùng biển này. Từ lãnh địa băng giá của anh ta có thể cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo của anh ta, cảm xúc tiêu cực của anh ta mạnh mẽ đến nhường nào. Lời nói của Thiên Vân như một ngọn lửa bùng cháy trong biển sâu lạnh giá, rực rỡ chói lọi, xua tan bóng tối và giá lạnh. Ngực Mô Lộ Sen phập phồng dữ dội, cảm xúc mãnh liệt khiến anh ta ôm ngực cúi đầu. Hốc mắt anh ta đỏ hoe. Anh ta ôm cô, giọng nói nghẹn ngào cầu xin bên tai cô, đưa anh đi, đi đâu cũng được, dù chết cũng đừng bỏ rơi anh. Được không? Thiên Vân cay mũi, đưa tay ôm anh ta nói, vậy anh phải ngoan, không được thấy con cái khác mà bỏ theo con cái khác. Anh chỉ đi theo em thôi. Mô Lộ Sen giọng điệu kiên định không thể lay chuyển. Được. Cô cho anh ta một câu trả lời chắc chắn. Đột nhiên cô nhận ra điều gì đó, buông anh ta ra cúi đầu nhìn, không thể tin được nhìn thấy nước mắt của anh ta vậy mà lại hóa thành ngọc trai. Ngọc trai màu hồng, mình, tuyệt, cô nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Mô Lộ Sen lên, nhìn một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh ta. Nước mắt ngay khi rời khỏi khóe mắt liền ngưng tụ thành ngọc trai, cuối cùng rơi xuống đất một tiếng trong trẻo. Nước mắt của người cá thật sự có thể biến thành ngọc trai. Mô Lộ Sen, em có thể hơi đường đột, nếu anh đã khóc thì cứ khóc cho đã, có thể khóc một đống ngọc trai cho em làm vòng cổ không? Lời này khiến Mô Lộ Sen nín khóc, anh ta không khóc được nữa. Yêu cầu đường đột như vậy, Mô Lộ Sen cũng vừa khóc vừa cười. Bầu không khí đã đến mức này rồi, cô vậy mà lại nói như vậy. Nhưng trong lòng cũng vui vì sự trêu chọc của cô, cảm giác này khiến anh ta ấm áp và mềm mại trong lòng không nói nên lời. Anh ta giải phóng dị năng, dùng vài dòng nước nhỏ cuộn những viên ngọc trai rơi vãi xung quanh lại, đưa đến trước mặt cô. Anh ta nhìn mấy viên ngọc trai nhỏ màu hồng nói, còn có ngọc trai màu đỏ đẹp hơn, mấy hôm nữa anh chuẩn bị xong sẽ đưa cho em muốn lớn cỡ nào, cỡ này được không? Thiên Vân thấy tâm trạng anh ta đã dịu đi rất nhiều, sự chú ý cũng đặt trên ngọc trai. Cô nói, hình như em chưa bao giờ thấy ngọc trai màu đỏ, thật mong chờ. Cỡ tương đương với ngọc trai màu hồng là được rồi. Vừa nói cô vừa kéo tay áo lên cho anh ta xem chuỗi vòng ngọc trai trên cổ tay mình. Dù là ngọc trai nước ngọt hay ngọc trai nước mặn, cô cũng đã có vài chuỗi rồi. Những viên ngọc trai nhỏ nhắn đeo trên cổ tay trắng nõn của cô, rất đẹp. Mô Lộ Sen đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn kỹ cổ tay cô. Trên cổ tay trái của cô không chỉ có vòng ngọc trai, mà còn có một sợi dây buộc tóc bằng da thú. Càng bắt mắt hơn là hai dấu ấn thú nhân của sư tử nước ba đuôi. Ánh mắt anh ta có chút ghen tị nhìn dấu ấn thú nhân xuất hiện trên người cô, cuối cùng mỉm cười nói. Anh còn tưởng vừa nãy em bảo anh khóc để lấy ngọc trai là đang dỗ dành anh, xem ra là thật sự muốn ngọc trai. Anh ta xác nhận Thiên Vân là một con cái thích làm đẹp, muốn ngọc trai làm vòng cổ là thật. Đã có vòng tay ngọc trai rồi, muốn vòng cổ cũng không quá đáng. Thiên Vân nhún vai cười, cô chân thành nói, nhưng ngọc trai do nước mắt của anh biến thành thật sự rất đẹp, khác với ngọc trai màu hồng thu thập được trong vỏ sò. Ngọc trai thu thập được trong loài sò là màu hồng nhạt, còn ngọc trai do nước mắt của Mô Lộ Sen biến thành là màu hồng đào cùng tông màu với anh ta. Làm sao có thể so sánh hai màu hồng khác nhau được? Ừm, em thích anh đều cho em rất nhiều rất nhiều. Ừm, Mô Lộ Sen nghĩ lại cũng không nhịn được cười. Không ngờ chủ đề đầu tiên anh ta nói chuyện với Thiên Vân lại là ngọc trai. Cô thích anh ta màu hồng. Cô thích nước mắt của anh ta biến thành ngọc trai. Cô thích nước mắt của anh ta rơi lã chã. Anh ta không khóc được. Thiên Thiên, đợi đuôi anh hồi phục. Anh muốn đưa em vào lãnh địa băng giá của anh. Chỉ có hai chúng ta. Em có đồng ý không?
Mô Lộ Sen đột nhiên hỏi. Thiên Vân giật mình. Bây giờ mối quan hệ giữa bọn họ đã gần gũi hơn một bước. Anh ta muốn đưa cô đến lãnh địa của mình một mình khiến cô nghĩ nhiều. Cô do dự một chút rồi nói. Hàng Sa không có bên cạnh sưởi ấm cho em. Cơ thể em không thể ở nơi lạnh như vậy quá lâu. Bọn họ sẽ không đồng ý để anh đưa em đi một mình đâu. Bọn họ sẽ đánh anh. Thương Di bây giờ đang bận chăm sóc con. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của cô. Nếu bên này có chuyện gì xảy ra, anh ta sẽ lập tức xuất hiện. Mô Lộ Sen muốn đưa cô đi, mà không cho bọn họ đi cùng, hoàn toàn là muốn bị đánh. Sơn và Thụy Lai cũng sẽ không chút do dự ra tay. Chuyện đã lên đến nguyên tắc rồi, anh ta làm như vậy sẽ khiến bọn họ đánh nhau. Mô Lộ Sen mím môi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh sẽ giải phóng kết giới để xua tan hàn khí cho em, đợi đến nơi rồi anh sẽ nói với bọn họ, để bọn họ cùng đi. Như vậy, Thiên Vân cũng không nói gì nữa. Mẹ ngã hổ con đột nhiên xuất hiện, thò đầu nhỏ từ trên cao xuống gọi. Giọng nói đó khiến Thiên Vân bật cười, cô quay người dịu dàng đáp lại, mẹ ở đây, con muốn xuống chơi không? Nghe thấy cô nói, Tinh Tước chạy xuống, lúc đi xuống bậc thang trực tiếp nhảy xuống. Thương Di đi ra ngoài nhìn một cái, thấy con nhỏ chạy về phía Thiên Vân, anh ta nói, Tinh Tước, ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ con mắt kém, dễ bị rơi xuống nước. Được giao nhiệm vụ bảo vệ, hổ con nghiêm túc đáp lại một tiếng. Thiên Vân bất mãn nhìn Thương Di, đối phương chỉ cười xấu xa rồi đi vào trong. Đây là đang nói ngược đấy, sợ Tinh Tước xuống nước chơi, nên cố tình nói như vậy Tinh Tước sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cô canh chừng cô. Đồng thời để Mô Lộ Sen không dám có hành động gì quá đáng. Tốt lắm, vừa giám sát bọn họ vừa bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm của con nhỏ. Tinh Tước đáng yêu chạy xuống, trực tiếp nhào vào ôm chân Thiên Vân, dây tiếp theo móng vuốt nhỏ hơi nghịch ngợm sờ vào đuôi cá của Mô Lộ Sen. Mô Lộ Sen mỉm cười cử động đuôi cá lại gần cậu bé, để cậu bé sờ. Thiên Vân nhìn vẻ mặt dịu dàng mỉm cười của Mô Lộ Sen, trong lòng ấm áp. Tinh Tước cũng không biết tại sao lại tò mò với cái đuôi cá màu hồng, nếu người ta đã đưa đuôi lại gần rồi. Cậu bé cũng không khách khí đưa hai móng vuốt nhỏ ra sờ, mở to đôi mắt màu tím tò mò nhìn kỹ. Lúc đầu, anh và Bạch Dực gặp nhau, hai người thực sự chơi rất thân, Thiên Vân chậm rãi nói. Bạch Dực rơi xuống nước được Mô Lộ Sen nhặt được, bọn họ gặp nhau trước. Chắc chắn là từ đầu Mô Lộ Sen chỉ đơn thuần chơi với con nhỏ, không hề có ý gì với cô. Mô Lộ Sen mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô nói, ngã sau đó đám người cá đuôi đen kia đến gây sự với các em, anh đến xem náo nhiệt gặp được em, anh liền thích em. Lúc đó, dù đứng cách xa nhau, ánh mắt em nhìn anh cũng rất dịu dàng, khác với ánh mắt của những con cái khác nhìn anh, lúc đó anh đã rung động rồi. Bạch Dực bảo anh đến chơi với cậu bé, anh vui lắm. Thiên Vân không khỏi thầm khen con trai giỏi trong lòng. Cô không nhịn được trêu chọc, vậy mà anh nhịn được, anh không sợ em coi anh là con nít sao? Mô Lộ Sen vẻ mặt lúng túng, anh ta do dự một chút rồi nói, con cái bình thường sẽ không coi con được trưởng thành là con nít. Cô đã nói như vậy, chắc chắn là suýt chút nữa đã coi anh ta là con nít rồi. Anh ta chỉ có thể may mắn vì mình đã tỏ tình sớm, nếu để lâu cô thực sự coi anh ta là con nít, tất cả mọi thứ của anh ta đều mất đi sức hút đối với cô, anh ta phải làm sao? Giống như Lam Bích nhận người mẹ này. Mô Lộ Sen nghĩ đến hậu quả đó, cả người đều không ổn. Thật đáng sợ. Anh không muốn làm con trai của em, anh ta nghiêm túc nói. Thiên Vân cười nói, được rồi, em không coi anh là con nít, con lớn như vậy em không dám nhận. Bạn đời vẫn có thể cân nhắc, anh ta nhẹ giọng nói với vẻ nghiêm túc, đôi mắt hơi cụp xuống chứa đầy sự ngoan ngoãn đối với cô. Lông mi dày và đẹp tạo thành một bóng râm cho đôi mắt, dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn của anh ta vừa nghe lời vừa đáng thương. Thiên Vân rất rung động. Cô phát hiện mình thực sự rất thích con đực. Đương nhiên tiền đề là con đực mà mình có thiện cảm, con đực mình không thích cô sẽ không thèm nhìn đến. Cô mỉm cười đáp lại, trên mặt có chút đỏ ửng, đưa tay sờ mái tóc màu hồng của anh ta. Tiếc là tóc hồng quá ngắn, nếu không cắt vài lọn nối vào tóc cô chắc chắn sẽ rất đẹp. Tóc xanh của hai con sư tử lớn kia đủ dài, lại còn xoăn sóng, sau này có thể nhổ vài sợi thử xem ngã. Hồ con nhỏ bên chân sau khi nhìn chán đuôi cá màu hồng của Mô Lộ Sen, liên chuyển sự chú ý sang ba dị linh lửa được bao quanh bởi đuôi cá. Điều mà bọn họ không ngờ tới là, Tinh Tước đột nhiên lao tới, hai móng vuốt hổ chính xác dập tắt ba ngọn lửa nhỏ. Thiên Vân kinh ngạc nhìn hổ con nhỏ vẫn đang bới đất, sau đó sắc mặt trầm xuống, đưa tay bế cậu bé vào lòng. Thật là, đó là thứ mẹ cho Mô Lộ Sen sưởi ấm, sao con lại nghịch ngợm như vậy chứ? Cô vừa nói vừa vỗ mông Tinh Tước một cái. Lực không mạnh, nhưng lại khiến cả con hổ nhỏ giật mình, sau đó rụt rè trong lòng cô không dám lên tiếng. Mô Lộ Sen thản nhiên nói, bây giờ anh đã đỡ hơn nhiều rồi, em đừng đưa cho anh nữa. Nói xong, anh ta duỗi đuôi cá ra, như thường lệ ngâm đuôi cá trong nước lắc lư tùy ý.
nhìn thấy đuôi của anh ta đã linh hoạt hơn rất nhiều, Thiên Vân gật đầu yên tâm. Anh cứ ăn tiếp đi, em lên lầu để Thương Di dạy dỗ cậu bé cho tốt. Mô Lộ Sen mỉm cười, được. Thiên Vân bế Tinh Tước lên lầu, trực tiếp chạm mặt Thụy Lai đang ngồi bóc vỏ lúa ở cửa hang. Anh ta cười tủm tỉm nhìn cô nói, có cần anh dẫn Tinh Tước đi bơi ở biển không? Anh có thể dạy cậu bé bơi. Thương Di ở đằng xa nói vọng lại, con trai của anh biết bơi, không cần anh dạy. Bóc vỏ lúa của anh đi, tôi chưa thấy con đực nào ngốc như vậy, trực tiếp nắm một nắm lúa mì trong lòng bàn tay sát sát. Một lúc là có thể bóc vỏ rất nhiều hạt lúa, anh vậy mà lại bóc từng hạt một. Hồ lớn bắt đầu chế độ độc miệng. Thụy Lai thản nhiên nói, Thiên Thiên muốn mà, cô ấy thích gạo anh bóc. Mấy ngày nay gạo cô ấy ăn đều là do anh bóc từng hạt một, mỗi hạt đều mang theo tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô ấy. Giây tiếp theo, một cơn lốc nhỏ trực tiếp đánh về phía anh ta, hổ lớn còn chưa ra tay, hổ con đã không nhịn được ra tay trước rồi. Tinh Tước có chút bất mãn gầm gừ với Thụy Lai. Cậu bé còn nhỏ, tiếng gầm gừ hoàn toàn không có khí thế của hổ, nhưng sự bất mãn của cậu bé đối với thái độ của Thụy Lai rất rõ ràng. Dù không hiểu tiếng thú, Thiên Vân cũng biết cậu bé đang mắng Thụy Lai. Thụy Lai hơi nghiêng đầu, cơn lốc nhỏ đó lướt qua tai anh ta bay ra phía sau, trực tiếp đánh vào cánh tay của Sườn. Sườn kêu lên một tiếng, cau mày vì đau. Thụy Lai và Tinh Tước thấy vậy, đều lộ ra vẻ mặt hối hận. Thụy Lai, đáng lẽ anh không nên né tránh. Tinh Tước, đáng lẽ con không nên ra tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi Thiên Vân đặt Tinh Tước xuống đất, liền lo lắng chạy đến kiểm tra cánh tay của Sườn. Trên vùng da bị cơn lốc nhỏ đánh trúng, vết thương rõ ràng, máu từ từ thấm ra. Sườn, Thiên Vân cẩn thận đỡ cánh tay anh ta, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đôi mắt Sườn phủ một tầng hơi nước, anh ta cố nén nước mắt, mỉm cười nói, Thiên Thiên, anh không sao. Chỉ là vết thương ngoài da, anh tự chữa trị một chút là được rồi. Con đực không yếu đuối như vậy. Anh ta tự mình chữa trị vết thương. Vết thương cầm máu, từ từ lành lại, để lại một vết sẹo mờ nhạt. Vết sẹo đó dựa vào khả năng tự hồi phục của cơ thể sẽ nhanh chóng biến mất. Vết thương coi như đã lành, nhưng bóng ma bị thương oan đối với chú thỏ lớn này lại là một tổn thương rất lớn. Sườn nắm tay Thiên Vân, giọng nói nhỏ nhẹ nói, anh không sao rồi, em đừng lo lắng. Tinh Tước không phải cố ý nhằm vào anh, em đừng giận. Thụy Lai chậm rãi nói, chắc là anh cố ý nhằm vào anh ấy, nếu anh không né tránh thì anh ấy cũng sẽ không bị thương, là lỗi của anh. Thiên Vân cau mày. Thương Di nín cười, đi tới trực tiếp cho Tinh Tước một cái tát, bế cậu bé ném vào giường nhỏ. Hồ con nhỏ dám giận mà không dám nói, cuối cùng vẫn nằm sấp trên giường nhỏ ngủ. Thương Di nói, Thiên Thiên, em đừng giận, là lỗi của Tinh Tước, anh sẽ đánh cậu bé cho tốt. Ừ, Tinh Tước đáng thương kêu lên một tiếng. Cậu bé thua ở chỗ nói không lưu loát nên không thể cãi lại. Thiên Vân cúi đầu sờ vết thương trên cánh tay Sườn, nói, đây không phải là vấn đề đánh trúng ai, mà là không thể tùy tiện giải phóng dị năng trong nhà như vậy. Thức tỉnh dị năng, giải phóng linh hoạt, điều khiển dị năng thành thạo. Đây là chuyện tốt, nhưng ra tay trong nhà như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nếu người đứng ở đây không phải là Sườn, mà là em, hoặc là Tinh Hà, các anh không kịp ngăn cản thì phải làm sao? Mấy người bọn họ đều im lặng. Không phải nói đánh trúng các anh thì không sao, cũng không thể đánh trúng các anh khi không đề phòng mà bị đánh trúng cũng sẽ bị thương. Em không muốn những tổn thương không cần thiết này xảy ra. Tinh Tước, sau này không được phép giải phóng dị năng đánh nhau trong nhà, không có tình huống khẩn cấp thì không được giải phóng dị năng. Muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh, cô nghiêm khắc nói. Hồ con nhỏ cụp tai xuống, nằm sấp trên giường nhỏ, vẻ mặt buồn bã tủi thân, cậu bé biết mình sai rồi. Thương Di cũng cụp tai xuống, anh ta cũng bị mắng, là anh ta không dạy dỗ con cái cho tốt. Thiên Vân hoàn hồn, nhìn hồ con nhỏ cuộn tròn lại có chút đau lòng, cậu bé run rẩy, hình như đang khóc. Cô đi tới xem xét, Tinh Tước ngẩng đầu nhỏ lên, nước mắt lưng tròng, vô cùng buồn bã. Chúng ta có thể nghịch ngợm, nhưng phải biết chừng mực. Được rồi, chuyện qua rồi, lát nữa xin lỗi các ba nhé. Thiên Vân xoa đầu nhỏ của cậu bé an ủi. Tinh Tước biến thành hình người, quỳ trên giường, nức nở đưa tay ra muốn được ôm. Thiên Vân mềm lòng, ôm cậu bé vào lòng dỗ dành. Dù có di truyền của con người, nhưng cậu bé cũng chỉ mới lớn như vậy. Vừa nãy cũng chỉ là ngoài ý muốn. Sườn và Thụy Lai lặng lẽ nhìn nhau, bọn họ rõ ràng nhìn thấy đôi tai nhỏ của Tinh Tước vui vẻ rung rung. Con nhỏ, học theo bọn họ giả vờ đáng thương sao? Quá đáng thật. Chuyện vừa nãy tuy là ngoài ý muốn, nhưng không thể phủ nhận người ra tay trước là Tinh Tước. Chắc là giống hổ lớn, không vừa mắt Thụy Lai, con sư tử lớn óng ẻo đó. Cũng là vì hổ nhận lỗi thái độ tốt, lại biết giả vờ đáng thương, cậu bé cũng ngoan ngoãn kêu lên một tiếng xin lỗi Thụy Lai và Sườn. Chuyện này cứ như vậy cho qua. Thiên Vân đặt Tinh Tước xuống,
trở lại bên cạnh Slyn xem xét tình hình của anh ta. Vết thương đã hoàn toàn lành lặn, chỉ là chú thỏ lớn mắt đỏ hoe nhìn cô. Dáng vẻ yếu đuối tủi thân đó khiến cô cảm thấy tội lỗi chồng chất, không hôn anh ta vài cái để an ủi thì thật có lỗi với anh ta. Thiên Vân đưa tay ôm anh ta, nhón chân lên hôn anh ta ngoan ngoãn đến gần đáp lại. Thụy Lai đau lòng, anh ta lặng lẽ quay đầu nhìn Tinh Tước đang thò đầu nhỏ ra khỏi giường nhỏ. Không biết có thể thương lượng lại không, để con nhỏ này tấn công anh ta thêm lần nữa. Anh ta rất muốn bị thương. Tinh Tước nhìn thấy ánh mắt của anh ta, khẽ nhếch mép khinh thường. Thương Di đứng bên cạnh, mặt không đổi sắc xem kịch vui. Một khi Thụy Lai và Slyn đối đầu nhau, hai người bọn họ chỉ cần nhìn nhau một cái là đang âm thầm so tài. Không sợ trực tiếp nắm đấm đánh nhau, chỉ sợ kiểu tấn công dịu dàng này. Không nói những cái khác, có thể khiến Thụy Lai tức đến mức hộc máu ngoại trừ Thiên Vân ra thì chính là Slyn. Thương Di đang cười trên nỗi đau của người khác, sau đó nhìn thấy bóng dáng Mô Lộ Sen xuất hiện ở cửa hàng. Mô Lộ Sen, có người cá đuôi đen vào lãnh địa băng giá. Nghe thấy anh ta nói, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Thương Di không chút do dự biến thành hình thú, cả người tỏa ra sát khí chạy ra ngoài. Tao sẽ khiến bọn chúng đến một con chết một con, đến một đám chết một đám. Mô Lộ Sen đuổi theo phía sau nói, chỉ đến một con thôi, một con. Nghe thấy người cá đuôi đen chỉ có một con, Thụy Lai đã biến thành hình thú, định cùng đi rớt cá, lập tức dừng bước, nhân tiện nằm sấp ở cửa hang ung dung ngắm cảnh. Chỉ có một con người cá đuôi đen, đâu cần đến anh ta. Thiên Vân suy nghĩ một chút rồi nói, Thụy Lai, anh vẫn nên đi theo xem xét cho chắc chắn. Tuy là người cá vào lãnh địa băng giá chỉ có một con, nhưng điều này không có nghĩa là bên ngoài không có người cá đuôi đen khác. Thụy Lai đáp lại một tiếng, ra ngoài xem xét tình hình. Slyn nói, nếu chỉ là một con người cá, có thể là vô tình vào lãnh địa, cũng có thể là đến tìm lối vào lãnh địa. Cũng có thể là đến một đám người cá đuôi đen, bọn chúng đều đang lảng vảng gần đó. Lúc này chỉ có một con người cá vào lãnh địa. Thiên Vân gật đầu, dù là tình huống nào cũng phải đi xác nhận. Mô Lộ Sen chỉ có thể xác nhận người cá đã vào lãnh địa băng giá, còn tình hình bên ngoài lãnh địa anh ta không cảm nhận được. Slyn nắm tay Thiên Vân đứng ở cửa hang đợi. Một lúc sau, Thương Di xách một con người cá đuôi đen trở về. Anh ta rất thô bạo ném con người cá bị đánh đến nửa sống nửa chết lên bậc thang. Tao nhớ mày, là người cá của tộc Áo Cách Tư, là Áo Cách Tư bảo mày đến sao? Con người cá đó cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiên Vân đang đứng trên đó, khóe miệng anh ta chảy máu, nở nụ cười quỷ dị. Anh ta thản nhiên nói, đúng vậy, Áo Cách Tư bảo chúng tôi đến tìm lối vào lãnh địa, anh ta muốn tìm Thiên Thiên, tình hình của Tố Linh không tốt lắm. Thiên Vân nhướng mày hỏi, Tố Linh làm sao vậy? Áo Cách Tư vẫn là không nhịn được mà ra tay trước. Tố Linh mang thai, nhưng cơ thể cô ta rất yếu, không giữ được đứa nhỏ, cô ta lại bị kích thích, cả người trở nên điên điên khùng khùng. Làm ra những hành động tự hại bản thân, người cá trả lời câu hỏi. Thiên Vân, vậy thì tìm tôi làm gì? Lại muốn thôn phệ năng lượng của tôi sao? Trước đây Tố Linh đã từng có ý đồ với cô, không thể đảm bảo Áo Cách Tư bị xúi dục mà đến bắt cô. Người cá không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận suy đoán của cô. Áo Cách Tư bình thường không hứng thú gì với cô, Bạch Dực và Tinh Hà mới có sức hút lớn hơn đối với Áo Cách Tư. Nhưng liên quan đến Tố Linh, Áo Cách Tư chắc chắn sẽ hứng thú với cô. Câu trả lời này bọn họ cũng không bất ngờ. Vốn dĩ bọn họ đã lên kế hoạch dùng chuyện này để dụ Áo Cách Tư xuất hiện rồi rớt anh ta. Bây giờ thì hay rồi, Áo Cách Tư đã ra tay trước. Thiên Vân nhẹ giọng nói, đợi Á Hằng trở về, chúng ta sẽ hành động. Thương Di gật đầu, sau đó kéo con người cá đuôi đen đó vào lãnh địa băng giá. Con người cá đó sống hay chết cô căn bản không quan tâm. Sau khi Thương Di kéo con người cá đuôi đen đi, Thụy Lai và Mô Lộ Sen không đi theo vào lãnh địa. Thụy Lai chậm rãi đi lên, mỉm cười nói với Thiên Vân, Thiên Thiên, anh đã đi dạo một vòng bên ngoài, không thấy người cá khác, chỉ có một con này thôi. Thiên Vân nói, tùy tiện phái một con người cá đến, chắc là Áo Cách Tư vừa mới nảy ra ý định muốn tìm em. Nói cách khác, tình hình của Tố Linh vẫn chưa quá tệ, nếu không anh ta chắc chắn sẽ dẫn theo một đám người cá đến đây. Nhưng sau ngày mai sẽ như thế nào thì không biết. Dù sao dựa vào những việc mà Áo Cách Tư đã làm trước đây, cộng thêm tính tình nóng nảy của Thương Di, con người cá đuôi đen đó không thể nào sống sót dưới móng vuốt hổ. Người cá ra ngoài tìm lối vào lãnh địa mà không trở về, làm sao Áo Cách Tư không hiểu đối phương đã gặp chuyện gì. Trước đó cuộc tấn công quy mô lớn không chiếm được lợi thế gì, sau này chắc sẽ không dùng chiêu thức giống nhau nữa chứ. Bên ngoài có lãnh địa băng giá phòng ngự, bên trong có trận pháp dịch chuyển luôn sẵn sàng, Thiên Vân không hề lo lắng. Dù bây giờ có chuyện gì xảy ra, cô cũng có thể gọi Á Hằng trở về ngay lập tức, cả nhà có thể di chuyển ngay trong nháy mắt. Rất nhanh Thương Di đã trở về, khi trở về trên tay còn cầm một nắm ngọc trai màu hồng, màu sắc đó khiến Thiên Vân sững sờ. Mô Lộ Sen thì biến sắc,
vội vàng chạy đến giật lấy những viên ngọc trai đó từ tay anh ta. Thương Di nhướng mày, căng thẳng như vậy làm gì, bên đó có cả đống, anh lấy vài viên cho Thiên Thiên xem, lát nữa trả lại là được rồi. Mấy viên ngọc trai không hiếm lạ gì với mày. Mộ Lộ Sen nắm chặt mấy viên ngọc trai trong lòng bàn tay, đi đến trước mặt Thiên Vân, nhẹ nhàng đặt ngọc trai vào lòng bàn tay cô. Anh ta mím chặt môi như đang kiềm chế cảm xúc. Anh ta cúi đầu nhỏ giọng nói, loại ngọc trai này anh chỉ cho Thiên Thiên chạm vào thôi, trong lãnh địa của anh. Dù các anh có nhìn thấy, dù chỉ là một hai viên lăn lóc trên mặt đất, cũng không được chạm vào. Thương Di khinh thường hừ một tiếng, đi vào trong hang. Thụy Lai nhìn một cái, trêu chọc nói, đó là nước mắt của người cá. Thương Di, anh nhìn thấy bao nhiêu ngọc trai màu hồng, đó đều là nước mắt của Mộ Lộ Sen. Thương Di dừng bước, sau đó nhếch mép thản nhiên nói, mỗi con đực đều không muốn người khác nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của mình, chỉ cần Thiên Thiên biết là được rồi. Chỉ có mày lắm mồm. Nhanh đi bóc vỏ lúa đi. Thụy Lai nhún vai không nói gì nữa, sau đó đi vào trong hang, tiếp tục ngồi bóc vỏ lúa. Mộ Lộ Sen nghe thấy lời Thương Di nói, ánh mắt hơi lóe lên. Thiên Vân nhẹ giọng nói, Thương Di không phải cố ý, anh ấy tưởng loại ngọc trai đó là lấy từ trong vỏ sò. Anh ấy chỉ muốn lấy cho em xem, hỏi em có thích hay không, nếu em thích anh ấy sẽ đến biển thu thập cho em. Anh ta gật đầu, anh biết, anh không giận, anh chỉ là hơi căng thẳng trong lòng. Đó là nước mắt của anh ta rơi bao nhiêu nước mắt, thì trong một góc khuất nào đó của lãnh địa sẽ có bấy nhiêu ngọc trai. Giống như việc mình rơi nước mắt khóc lóc, mặt yếu đuối nhất bị người khác bắt gặp, rất bối rối và ngại ngùng. Mà Thương Di sau khi hiểu ra thì không nói gì, cũng không cho Thụy Lai trêu chọc, lặng lẽ giữ bí mật cho anh ta, bảo vệ nghiêm của anh ta với tư cách là một con đực. Điều này khiến Mộ Lộ Sen cảm động. Anh ta ngẩng đầu nhìn Slun đang đứng bên cạnh Thiên Vân, nói, anh muốn đưa Thiên Thiên đến lãnh địa xem ngọc trai của anh, sẽ nhanh chóng trở về, được không? Thụy Lai im lặng không trả lời, Slun có chút do dự nhìn Thương Di đang đứng bên cạnh giường nhỏ. Thương Di không nói gì, chỉ ném hổ con nhỏ của anh ta ra ngoài. Tinh tước bị ép biến thành hình thú có chút ngơ ngác, cậu bé vững vàng đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhỏ nhìn Thiên Vân. Thiên Vân hiểu ý, cô nói với tinh tước, vậy, tinh tước đi cùng mẹ xem ngọc trai nhé, lãnh địa rất rộng, con không được chạy lung tung, cũng không được tùy tiện bới ngọc trai. Con phải bảo vệ mẹ, lỡ như mấy con người cá đó lại chạy vào thì đáng sợ lắm. Bảo vệ mẹ, con cái có trách nhiệm. Chỉ cần đặt mình vào thế yếu, tinh thần trách nhiệm của con cái sẽ được khơi dậy. Tinh tước ánh mắt kiên định, gật đầu thật mạnh. Slun xoay người đi vào trong hang lấy áo choàng cho Thiên Vân mặc, quấn thật kỹ cho cô, còn dặn dò một câu nhớ về sớm. Mộ Lộ Sen nắm tay Thiên Vân, dẫn cô vào lãnh địa. Khi bước vào lãnh địa, anh ta giải phóng dị năng để ngăn cản hàn khí xung quanh cho cô. Trong lúc đó, anh ta còn chú ý xem hổ con tinh tước có theo sát không. Hổ con nhỏ rất ngoan ngoãn đi sát bên chân Thiên Vân, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Thế giới băng tuyết trong lãnh địa trong mắt Thiên Vân trông gần giống nhau. Nhưng lần này lộ trình rõ ràng khác với lần trước Lôi Nhiên đưa cô ra ngoài, bởi vì xung quanh không có cây băng cao lớn, chỉ có những sườn núi liên tiếp nhau. Đương nhiên, đó đều là những khối băng cứng rắn hình thành. Đi một lúc, bọn họ đến một đầm nước được bao quanh bởi núi băng. Dưới đầm nước chất đống vô số ngọc trai màu hồng, khắp nơi đều là màu hồng. Nhìn số lượng đó, Thiên Vân đau lòng không thôi. Cô không thể tưởng tượng nổi anh ta đã trải qua bao nhiêu ngày tháng đau khổ, đã tự ra mình ở đây một cách cực đoan đến mức nào, âm thầm đau buồn và tuyệt vọng. Cô ngồi xổm xuống muốn chạm vào vùng nước biển chứa đựng nước mắt của anh ta, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào đã bị Mộ Lộ Sen nắm lấy, kéo trở lại. Nước rất lạnh, em đừng chạm vào, anh sẽ vớt lên cho em. Thiên Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn những viên ngọc trai dưới đáy nước, mũi hơi cay cay. Mộ Lộ Sen, em đột nhiên cảm thấy không thích ngọc trai màu hồng nữa. Lúc này, đó không còn là những viên ngọc xinh đẹp nữa, cô không thể nào coi chúng chỉ là đồ trang trí đẹp mắt. Đó là nước mắt của anh ta, nước mắt anh ta rơi khi đau lòng và thất vọng. Cô không thể nào bình tĩnh đối mặt được nữa. Mộ Lộ Sen sững sờ, ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại. Anh rất buồn, nước mắt của anh khiến em không vui sao? Thiên Vân nắm chặt tay anh ta hơn, cô nhìn anh ta nói, em, đau lòng cho anh. Nghe cô nói, ánh mắt ảm đạm của anh ta dần sáng lên. Mộ Lộ Sen nhìn cô, từng chữ chậm rãi và chân thành nói, Thiên Thiên, anh gặp được em, anh rất vui. Sau này anh cũng sẽ rất hạnh phúc, anh không còn cô đơn một mình nữa, anh có em rồi. Chỉ cần em không làm anh khóc, anh sẽ không còn ngọc trai màu hồng nữa. Con đực không thể tùy tiện khóc, rất mất mặt. Những giọt nước mắt này là minh chứng cho sự yếu đuối và bất lực nhất của anh. Những cảm xúc này anh muốn giấu ở bên em. Sau này trên thế giới này chỉ có em mới có thể khiến anh trở nên bất lực như vậy. Chỉ có em mới có tư cách.
không phải là mang cảm xúc tiêu cực đến cho cô, mà là cô là dấu chấm hết cho sự tuyệt vọng của anh ta, là khởi đầu của hạnh phúc. Anh ta giao phó tất cả của mình cho cô, phó thác cả tương lai cho cô. Thiên Vân ánh mắt dịu dàng, mỉm cười gật đầu. Mô Lộ Sen, cảm ơn sự tin tưởng của anh. Sự tin tưởng của anh ta rất cực đoan, tự chặn hết đường lui của mình, chỉ để lại một con đường tiến lên phía trước. Một con đường cùng đi đến cuối cùng với cô. Cần bao nhiêu dũng khí và bao nhiêu niềm tin dành cho cô. Mô Lộ Sen nở nụ cười rạng rỡ, hai chân anh ta biến thành đuôi cá, đi vào trong nước. Anh ta nhẹ nhàng vẫy đuôi cá nổi trên mặt nước, nước biển dâng lên ngực anh ta đưa hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn Thiên Vân kiên định và si tình. Con cái mà anh yêu, Thiên Vân, anh xin thề bằng mạng sống của mình, tương lai mỗi ngày đều sẽ bảo vệ bên cạnh em, yêu thương em, yêu em sâu đậm, cống hiến mạng sống của anh cho em. Nếu có một ngày em muốn bỏ rơi anh sẽ không oán trách em, anh sẽ dùng mạng sống của mình để chúc phúc cho em. Anh không hối hận. Lời thề nguyện sống chết có nhau từng chữ gõ vào tim Thiên Vân, cô đỏ hoe mắt. Anh chàng này chắc chắn là cố ý, mấy ngày nay chắc chắn bị Slyn và Thụy Lai dạy hư rồi. Những viên ngọc trai tuyệt đẹp dưới đáy nước lặng lẽ tôn lên dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của chàng trai màu hồng này. Anh ta thề bằng mạng sống, không oán không hối, sự kiên quyết như vậy, làm sao cô không rung động. Anh ta lơ lửng trong nước, ánh mắt nhìn cô tha thiết, mong chờ, đợi chờ. Thiên Vân chậm rãi quỳ xuống bên bờ, đưa tay về phía anh ta. Mô Lộ Sen, chúng ta về nhà thôi. Cô đưa anh ta về nhà, cho anh ta một mái ấm. Nước mắt Mô Lộ Sen tuôn rơi, nước mắt hóa thành ngọc trai rơi xuống nước. Giây tiếp theo, máu từ ngực anh ta tuôn ra, nhanh chóng lan tỏa khắp đầm nước. Màu đỏ tươi chói mắt khiến Thiên Vân biến sắc. Mô Lộ Sen, anh muốn làm gì? Máu lan tỏa trong nước, không hòa vào nước, mà giống như mạng nhện kỳ dị lan tỏa trong nước. Bạn đời của anh sẽ dâng lên em ngọc trai đỏ của anh. Từ nay về sau anh giao phó tất cả của anh cho em. Mô Lộ Sen nhìn cô, ánh mắt dịu dàng thành kính. Máu như đông cứng lại trong nước, không tan biến. Theo lời anh ta nói, ánh sáng trắng lóe lên trên máu. Máu của anh ta dung hợp ngưng tụ cùng năng lượng của anh ta. Có rất nhiều máu trong nước, những giọt máu đó tụ lại với nhau, nhanh chóng nén lại ngưng tụ, cuối cùng biến thành một viên ngọc tròn trịa tỏa sáng lấp lánh. Mô Lộ Sen sắc mặt hơi tái, anh ta đưa viên ngọc đó đến trước mặt Thiên Vân. Thiên Vân không nhìn viên ngọc đó ngay lập tức, mà nhìn vào ngực anh ta, trên người anh ta không có bất kỳ vết thương nào. Cô còn đưa tay sờ ngực anh ta. Có đau không? Anh ta mím môi mỉm cười, vẻ mặt không hề khó chịu, không đau. Viên ngọc này có sức mạnh của anh, em đeo trên người có thể tự do hoạt động dưới nước, cũng có thể uy hiếp một số hải thú yếu hơn anh. Thiên Vân không thể tin được, giống như viên ngọc tránh nước thần kỳ. Cô đưa tay nắm lấy viên ngọc đỏ cỡ quả trứng chim này, nắm chặt trong tay như báu vật. Em rất thích ngã. Nghe thấy câu trả lời của cô, trong lòng Mô Lộ Sen tràn ngập niềm vui và ngọt ngào. Lần đầu tiên, anh ta có cảm xúc hạnh phúc như vậy, lấp đầy lồng ngực anh ta. Cảm giác này thật tốt ngã. Thiên Thiên, em đợi anh một chút, anh vớt hết ngọc trai màu hồng bên dưới lên. Mô Lộ Sen vừa nói vừa chuẩn bị xuống vớt ngọc trai. Thiên Vân nói, lấy cho em hai nắm là đủ rồi, số còn lại cứ để ở đây. Nơi này rất đặc biệt, ngọc trai giấu dưới đáy nước rất đẹp, khi nào rảnh em muốn đến đây xem. Hơn nữa trên người em không thể đeo nhiều ngọc trai như vậy. Lãnh địa rộng lớn như vậy, Mô Lộ Sen lại chọn nơi này tạo ra một đầm nước, khi nào buồn bã thì sẽ đến đây rơi nước mắt. Đối với anh ta, nơi này là nơi an toàn nhất, thoải mái nhất, đặc biệt nhất. Cô không muốn phá hỏng nơi này. Mô Lộ Sen hiểu ra, xuống nước lấy hai nắm ngọc trai màu hồng đưa cho cô. Thiên Vân lấy một cái bát gỗ nhỏ từ trong không gian ra để đựng ngọc trai, cũng đặt viên ngọc trai màu đỏ vào đó. Về nhà nhờ Thương Di khoan lỗ. Viên ngọc đỏ này cũng có thể khoan lỗ sao? Cô tò mò hỏi, đồng thời nhẹ nhàng lắc cái bát gỗ, những viên ngọc trai bên trong va chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo. Mô Lộ Sen lên bờ, đuôi cá biến thành hai chân, anh ta đứng bên cạnh cô mỉm cười nói, ngọc trai màu hồng có thể khoan lỗ sâu thành chuỗi để trang trí, ngọc trai màu đỏ thì không được, cũng không dễ bị phá hủy. Nếu ngọc trai bị hư hại, năng lượng anh ngưng tụ bên trong sẽ giải phóng và tiêu tan, nó sẽ mất đi tất cả tác dụng. Thiên Vân hiểu ra. Cô cất bát gỗ vào không gian, cúi đầu nhìn hổ con nhỏ đang canh chừng bên chân, cậu bé thực sự rất nghiêm túc canh chừng bên cạnh cô, không hề nghịch ngợm. Chúng ta về thôi, Mô Lộ Sen bế Thiên Vân lên, đưa cô trở về. Những việc anh ta muốn làm khi đưa cô đến lãnh địa đều đã làm xong, ngọc trai màu mấu đã giao cho cô, đây mới là mục đích của anh ta. Trở về hang động, Thiên Vân không vội vàng gọi Thương Di đến khoan lỗ, mà gọi Slyn. Slyn, sắc mặt của Mô Lộ Sen không tốt lắm. Lời này khiến Mô Lộ Sen rất vui,
khuôn mặt tái nhợt vì nụ cười tỏa ra vẻ rạng rỡ khác lạ. Sloan lập tức đến kiểm tra cho anh ta, dịu dàng nói, hơi yếu vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, không có vấn đề gì khác. Thiên Thiên, anh không sao, anh xuống ngủ một giấc là hồi phục. Mộ Lộ Sen thản nhiên nói, tiện tay lấy một quả đào từ giỏ trái cây trên bàn, dùng dòng nước rửa sạch lớp lông tơ bên ngoài, sau đó bắt đầu ăn. Nỗi lo lắng trong lòng Thiên Vân được xoa dịu. Trên đường trở về, nhìn khuôn mặt không chút máu của anh ta, cô lo lắng không thôi. Ừm, anh đi nghỉ ngơi đi, tỉnh dậy dù là lúc nào cũng có thể đến ăn cơm, lúc nào cũng có đồ ăn, cô dịu dàng nói. Mộ Lộ Sen mỉm cười gật đầu, vừa ăn đào vừa xuống lầu ngủ. Thiên Vân kéo Thương Di ngồi xuống trước bàn gỗ, lấy bát ngọc trai màu hồng từ trong không gian ra. Thụy Lai và Sloan đều tò mò đến xem. Thụy Lai nhìn thấy viên ngọc trai màu đỏ nổi bật giữa đám ngọc trai màu hồng, sắc mặt nghiêm trọng. Mộ Lộ Sen vậy mà lại đưa ngọc trai màu mấu cho em, thảo nào anh ta lại yếu ớt như vậy. Thiên Vân khó hiểu hỏi, ngọc trai màu mấu rất đặc biệt sao? Thụy Lai đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mím môi im lặng. Thiên Vân còn đang đợi anh ta nói, thấy anh ta ấp úng không nói, cô rất hoang mang. Nói đi, em đang nghe đây. Thụy Lai, đột nhiên anh không muốn nói nữa, chắc chắn em sẽ đau lòng muốn chết, rồi không yêu anh nữa. Thiên Vân bất lực, cô nhìn anh ta nghiêm túc nói, đừng đề phòng Mộ Lộ Sen như vậy, em đã quyết định để anh ấy làm bạn đời của em rồi, anh ghen tuông cũng vô ích. Thay vì tự làm khổ mình, chi bằng cùng nhau sống hòa thuận. Em không phải loại người có bạn đời mới thì bỏ bạn đời cũ, nếu không Thương Di và những người khác sẽ khóc chết mất. Thụy Lai có chút đề phòng Mộ Lộ Sen, nhưng mức độ cũng không quá đáng, nói là nhằm vào Mộ Lộ Sen, chi bằng nói là ăn no rừng mỡ nên chú ý đến anh ta nhiều hơn một chút, hoặc là hơi gây chuyện một chút để thu hút sự chú ý của cô. Đương nhiên, khi tình địch xuất hiện, trong lòng cũng có chút căng thẳng. Con sư tử lớn này rất thông minh, gây chuyện cũng biết chừng mực. Thụy Lai mỉm cười, đến gần ngồi bên cạnh cô làm nũng. Ngọc trai đẹp quá, em đeo ngọc trai màu hồng rồi, đưa chuỗi vòng em đeo trước đây cho anh được không? Anh ta ôm cô, đột nhiên nói như vậy. Yêu cầu này khiến Thiên Vân rất ngạc nhiên. Cô suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn anh ta, suy nghĩ cẩn thận, rồi đeo chuỗi vòng ngọc trai trên cổ tay mình vào cổ tay anh ta. Anh có thể yêu cái đẹp, tự luyến một chút, nhưng đừng có phát triển theo hướng yểu điệu. Yểu điệu là, ừm, một con đực có lời nói và hành động giống con cái. Mức độ của anh cũng không tệ lắm, muốn đeo thì cứ đeo đi, chỉ là đừng có khoe khoang trước mặt Thương Di và Hàng Sa, bọn họ sẽ đánh anh. Chuỗi vòng rộng rãi trên cổ tay cô lúc này đeo trên cổ tay Thụy Lai vừa khít không hề chật. Thụy Lai liếc nhìn Thương Di đang cau mày khoan lỗ ngọc trai màu hồng bên cạnh, nở nụ cười rạng rỡ. Trong số những bạn đời trong nhà, Thương Di là người thẳng thắn nhất, đặc biệt không vừa mắt Thụy Lai, một con đực lại óng ẹo như vậy. Đã ở bên nhau lâu như vậy, chỉ cần Thụy Lai đừng làm lố trước mặt anh ta thì anh ta sẽ không ra tay. Hàng Sa và Lôi Nhiên cũng vậy, Thụy Lai đừng có đến gần chọc giận bọn họ thì cơ bản sẽ không đánh nhau. Sloan tính tình hiền lành, độ lượng cao, hành vi thích làm đẹp của Thụy Lai cũng không ảnh hưởng đến Thiên Vân, anh ta sẽ không quản nhiều như vậy. Á Hằng thì hoàn toàn miễn dịch với Thụy Lai. Được rồi, anh đừng đánh trống lảng nữa, nói cho em biết ngọc trai màu mấu có gì đặc biệt đi, Thiên Vân kéo chủ đề trở lại. Thụy Lai nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô, chậm rãi nói, nước mắt của người cá có thể biến thành ngọc trai. Không chỉ nước mắt của Mộ Lộ Sen, nước mắt của người cá đuôi xanh, người cá đuôi đen cũng có thể, chỉ là màu sắc ngọc trai khác nhau. Ngọc trai màu mấu đặc biệt hơn, có thể coi là một loại năng lực di truyền trong huyết mạch của người cá, nhưng sẽ không tùy tiện sử dụng. Ngọc trai màu mấu dùng mấu tim của con đực cùng với năng lượng của bản thân để ra chỉ ngưng tụ. Viên ngọc tương đương với anh ta, luôn kết nối với năng lượng của anh ta. Nếu bên này em có chuyện gì, viên ngọc có thể hiến tế năng lượng và sinh mạng của anh ta để bảo vệ em. Người cá tặng ngọc trai màu mấu của mình cho con cái, tương đương với việc giao sinh mạng của mình cho đối phương. Đây là một cách cầu hôn rất cực đoan. Ý là, từ nay về sau, anh sẽ sống chết vì em, thề bằng mạng sống. Một số con cái sau khi nhận được ngọc trai màu mấu của người cá sẽ rất cảm động, nhưng thời gian trôi qua cũng sẽ không còn để tâm nữa. Bây giờ rất ít người cá tặng ngọc trai màu mấu cho đối phương khi theo đuổi con cái. Nhưng Thiên Thiên nhà bọn họ thì khác. Thiên Thiên nhà bọn họ một khi đã lựa chọn thì sẽ không phụ lòng mỗi một đoạn tình cảm. Thụy Lai vừa giải thích vừa chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt của Thiên Vân. Thương Di và Sloan đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Quả nhiên, sau khi nghe ý nghĩa của ngọc trai màu mấu, nét mặt cô từ kinh ngạc chuyển sang phức tạp, sau đó là đau lòng. Chậc, Thương Di kêu lên một tiếng, không ngờ con cá đó ngày thường không chủ động, vừa ra tay đã trực tiếp chạm đến trái tim của Thiên Vân. Tác dụng của một viên ngọc trai quá mạnh mẽ. Thiên Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu sờ những viên ngọc trai màu hồng đã được khoan lỗ. Thụy Lai đưa tay xoa đầu cô nói,
Em thích như vậy, anh cũng sẽ không thực sự làm gì anh ta. Nhưng anh chưa đánh nhau với anh ta, không biết ai lợi hại hơn, đợi anh ta hồi phục rồi anh có thể đánh nhau với anh ta một trận không? Thiên Vân mỉm cười nói, so với chuyện đó, em tò mò hơn là anh và Á Hằng đánh nhau thì ai lợi hại hơn. Thụy Lai ánh mắt lóe lên, nhân cơ hội nói, anh và Á Hằng đánh nhau, ai thắng thì em sinh con của người đó trước. Thiên Vân giật giật khóe miệng, trực tiếp từ chối, em không thích dùng chuyện sinh con để cá cược. Thụy Lai có chút tiếc nuối, nhỏ giọng lẩm bẩm, vốn dĩ việc sinh sản là theo thứ tự mạnh yếu của bạn đời càng mạnh, càng sớm có con cái. Ở nhà chúng ta thì phải xem tâm trạng của Thiên Thiên. Thiên Thiên, vừa nãy anh nói sai rồi, anh không nên nói chuyện này. Có lỗi thì nhận, biết sai thì sửa vẫn là một con sư tử tốt. Thiên Vân không thích bọn họ dùng những chuyện này để cá cược, nhưng cô cũng biết rõ, quy tắc của thế giới này chính là như vậy. Thụy Lai chỉ là dùng quy tắc của thế giới này để tranh giành việc có con cái sớm hơn một chút. Cô sẽ từ từ sinh con cho bọn họ, nhưng Thụy Lai và Á Hằng ai có con trước thì chưa chắc chắn. Tất cả đều tùy vào ý của cô muốn mang thai con của ai trước thì sẽ mang thai con của người đó trước. Cô cũng không nói gì thêm. Thụy Lai nhận lỗi thái độ tốt, chủ đề này nhanh chóng trôi qua. Thiên Vân không nói gì, anh ta cũng không nói gì, yên lặng nhìn Thương Di khoan lỗ cho những viên ngọc trai đó. Ngọc trai có thể khoan lỗ sâu thành chuỗi, ngọc trai màu mấu thì đặc biệt, nó không giống những viên ngọc trai khác, đó là vật ngưng tụ năng lượng, không thể khoan lỗ, nếu khoan lỗ sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Thiên Vân vừa nghịch viên ngọc đỏ trong tay vừa suy nghĩ, một lúc sau cô lấy một số nguyên liệu từ trong không gian ra. Bọn họ tò mò nhìn cô xem cô muốn làm gì. Em muốn làm một cái túi lưới, có thể bọc viên ngọc đỏ này lại, em xem nên phối hợp như thế nào. Vừa nãy cô đã nghĩ đến việc dùng sợi bông để đan một cái túi lưới, nhưng ngay sau đó đã phủ nhận. Sợi bông màu trắng, đan túi lưới để bọc ngọc trai màu đỏ không đẹp, nhuộm màu cũng khá phiền phức. Nhất thời cô không nghĩ ra dùng nước cốt của thứ gì để nhuộm màu sẽ đẹp hơn, phù hợp với ngọc trai màu đỏ hơn. Cuối cùng vẫn là chọn da thú. Rất nhanh đã chọn được một miếng da màu vàng nhạt sáng bóng, đó là da cá. Đỏ phối vàng vẫn được, cô đặt ngọc trai và da cá cạnh nhau so sánh, cảm thấy cũng được. Sơn, người giỏi nhất và hứng thú nhất với những món đồ thủ công này, nhẹ nhàng hỏi, đẹp, rồi sao nữa? Thiên Vân, sau đó cắt da cá thành những sợi nhỏ, rồi đan lại. Thương Di dùng dị năng cắt da cá thành sợi, chỉ mỏng như vậy thôi. Cô dùng ngón cái và ngón trỏ ra hiệu cho anh ta xem. Quả thực là những sợi mỏng như vậy. Sơn phối hợp với em đan. Thụy Lai giúp em khâu da cá vào gân thú. Chính là làm một cái dây buộc tóc cỡ lớn, dùng da cá bọc gân thú lại, da cá dài hơn một chút, phải khâu sát vào gân thú, em muốn có cảm giác xếp nếp. Nhất định không được lớn như dây buộc tóc, đeo trên cổ phải tinh tế một chút. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, bọn họ đáp lại rồi bắt đầu bận rộn. Trước đây Thiên Vân đã từng làm vòng cổ thủ công, dùng chính là những viên ngọc không lỗ, ở hiện đại có rất nhiều nguyên liệu có thể sử dụng, nguyên liệu ở đây quá hạn chế. Cô chỉ có thể dùng da cá làm dây đan, dưới sự giúp đỡ của Sơn, đan một chiếc túi lưới nhỏ xinh xắn, kích thước vừa đủ để bọc ngọc trai màu mấu. Thụy Lai cũng làm gần xong rồi, anh ta mấy lần đến gần so sánh độ dài trên cổ cô. Gân thú có độ đàn hồi lớn, khi không kéo căng có thể đeo ngọc trai ở vị trí xương quai xanh này. Thiên Vân chỉ vào cổ mình, xác nhận vị trí. Thụy Lai hiểu ra, nhanh chóng hoàn thành, khâu chặt túi lưới bọc ngọc trai màu mấu lại. Anh ta dùng sức kéo, xác nhận độ đàn hồi lớn và chắc chắn. Anh ta đeo chiếc vòng cổ có phong cách đặc biệt này lên cổ Thiên Vân. Dây đeo làm bằng da cá có độ bóng, nhìn rất có kết cấu, màu vàng nhạt phối với ngọc trai màu đỏ, trên làn da trắng như tuyết của cô, đẹp đến mức không chân thật. Thiên Vân mỉm cười, đưa tay sờ lên chiếc vòng cổ, yêu thích không buông tay. Sau khi Thương Di cắt xong da cá thì không có việc gì làm, liền chọn một sợi gân thú sâu những viên ngọc trai màu hồng lại, làm thành vòng tay. Ngọc trai màu mấu đeo trên cổ, ngọc trai màu hồng đeo trên tay, trang sức mới, lại bắt đầu làm đẹp rồi ngã. Mẹ ngã hổ con nhỏ đột nhiên ngậm một viên đá chạy đến, đặt viên đá bên chân cô, sau đó ngẩng đầu nhỏ lên mong chờ lời khen của mẹ.